Giả sử bạn đến Á Châu vào khoảng thập niên 80 để tìm hiểu những lời dạy sống thực của Đức Phật, để khám phá xem hiện nay còn có những nhà sư, những ni cô sống cuộc đời đơn giản trong rừng sâu, hàng ngày mang bát, xin ăn và chuyên tâm hành thiền không? Dĩ nhiên, bạn từng xem kinh sách và biết rằng chính Đức Phật và hàng môn đệ đã du hành khắp miền thôn dạ và những khu rừng rậm Ấn Độ, kêu gọi mọi người hãy cùng Ngài trao dồi trí tuệ, mở rộng tình thương, sống đời giản dị của một khất sĩ, hy sinh tất cả cho sự bình an, tỉnh thức. Bạn có thể tìm thấy những hình ảnh đẹp đẽ ấy sau hơn 25 thế kỷ biến đổi chăng? Những lời dạy xa xưa ấy có còn được áp dụng và thích hợp với xã hội mới mẻ và bộ óc tân tiến của chúng ta không? Bạn có thể đáp máy bay xuống một phi trường hiện đại gần Bangkok, Colombo hay Rangoon. Bạn có thể ngồi taxi dạo qua các đường phố Á Châu tấp nập, ngắm những vỉa hè đầy trái cây miền nhiệt đới, hay nhìn những chiếc xe buýt đầy ắp người tới lui không ngớt. Qua vài góc phố, bạn lại thấy những ngôi chùa nóc vàng đồ sộ, những ngọn tháp cao vút tân kỳ. Đó là nơi những nhà sư, những ni cô lưu trú để học hỏi kinh điển cổ xưa. Họ thường tụng kinh hàng ngày và giảng dạy giáo pháp cho mọi người. Nhưng đó không phải là nơi bạn có thể tìm thấy những gì bạn muốn. Nếu bạn muốn thấy nếp sống giản dị trong rừng, muốn tìm những người hành thiền với chiếc y vàng khiêm nhường và chiếc bát đơn giản như Đức Phật, bạn phải rời phố thị náo nhiệt, bỏ lại sau lưng những ngôi chùa đồ sộ, những ngọn tháp cao vút ấy. Nếu xứ bạn đến là Thái Lan, một xứ có nhiều chùa và nhà sư nhất, bạn phải đáp xe lửa ở gần nhà ga Kuala Lumpur đông đúc, đón chuyến xe sớm nhất đi lên miền cực bắc rừng núi âm u, hay xuống tận miền nam đất bằng quan dạ. Chỉ vài giờ sau, bạn đã ra khỏi phố thị ồn ào, xa rời những khu thương mại sầm uất và không còn nhìn thấy những căn nhà lụp xụp nằm dài hai bên đường xe lửa. Bạn đi xuyên qua những cánh đồng lúa hình bàn cờ, được phân chia một cách đều đặn và nhịp nhàng bằng những bờ ruộng, những con lạch và những đường dẫn nước nhỏ. Ở tận chân trời của miền lúa ấy, cứ dài ba dặm, bạn lại thấy những hòn đảo nổi. Đó là khóm kè hay khóm chuối rậm rạp. Nếu xe quả đến gần hơn một trong những hòn đảo nổi ấy, bạn sẽ thấy ẩn hiện trong khóm cây tùm một mái chùa màu cam và những ngôi nhà gỗ đơn sơ. Đó là hình ảnh những ngôi làng Đông Nam Á. Mỗi ngôi làng chừng 500 đến 2.000 dân là đã có ít nhất một ngôi chùa. Chùa là nơi cầu nguyện, lễ bái, hội họp, đồng thời cũng là ngôi trường làng. Đây là nơi phần lớn thanh niên trai tráng đến tuổi 20 vào xuất gia trong khoảng thời gian 1 năm hay 3 tháng, học hỏi đạo pháp, hầu trở nên một thanh niên trưởng thành của xã hội. Chùa được điều hành bởi một vài nhà sư lớn tuổi, giản dị và thiện chí. Những nhà sư này học hỏi một số kinh sách cổ, hiểu biết nghi lễ và giáo lý căn bản để đảm nhận vai trò như một giáo sĩ của làng. Chùa là một thành phần, cũng là một đơn vị tô điểm thêm cho nét đẹp của làng. Nhưng đấy không phải là nơi mà bạn phải tìm. Xe quả của bạn phải đi thẳng mãi lên miền Bắc, đến kinh đô cũ của xứ Othaya. Với di tích những ngôi đền lộng lẫy đã bị sụp đổ và những lâu đài cổ kính quan tàn vì bị cướp phá hàng thế kỷ trước đây trong trận chiến tranh với Vương quốc lân cận, lưu lại trong đám quan tàn đổ nát ấy là những ngôi tượng Phật khổng lồ điềm nhiên qua sương gió của thời gian. Bây giờ xe lửa của bạn rẽ về hướng đông đến tận biên giới Lào, xuyên qua cao nguyên Korat. Bạn phải mất vài giờ nữa để băng qua bình nguyên với ruộng lúa và làng mạc. Nhưng dần dần ruộng đồng và làng mạc trở nên thưa thớt và nghèo nàn hơn. Ở đây bạn không còn thấy những rạch nước và những ngôi vườn cây trái xum xuê của miền Trung Thái. Cảnh vật trở nên hoang dã, nhà cửa có vẻ nhỏ nhắn và đơn sơ hơn. Những ngôi chùa làng vẫn còn lấp ló, nhưng cũng nhỏ bé và đơn giản hơn. Ở đây lối sống cổ xưa tự túc được duy trì. Bạn có thể nhìn thấy những phụ nữ khoác mình bằng chiếc khăn dệt tay, nép bên ngưỡng cửa e thẹn nhìn khách lạ. Những nông dân đang chăm chỉ làm việc ngoài đồng dưới ánh nắng thiêu đốt, và bọn trẻ con chăn trâu trong những con mương nước đục ngầu dọc theo đường xe lửa. Vùng thôn giả ít phát triển này
là nơi còn duy trì được truyền thống của các sơn tăng. Đây là vùng giữ được vẻ thiên nhiên của rừng rậm, núi đồi và những vùng đất hoang chưa bị bàn tay con người sửa đổi. Nhiều thế kỷ qua, chốn quê mùa này đã hỗ trợ tích cực cho các tu viện với những nhà sư sống bình lặng đơn giản trong rừng. Là một khu hoang sơ ít người biết đến, nhưng nơi đây đã đóng góp lớn lao vào việc duy trì và thể hiện sự giác ngộ, giải thoát của Đức Phật. Phần lớn những nhà sư ở đây không đóng vai trò của một giáo sĩ làng, không dạy học, cũng không học hỏi, nghiên cứu, duy trì kinh điển cổ xưa như những nơi khác. Chủ đích của họ là sống trọn vẹn và thực hành việc quán xét và bình lặng tâm hồn bằng chính con tim và khối óc của mình. Đó là thực hiện những lời giáo huấn của chư Phật. Nếu bạn rời xe lửa, dùng xe buýt hay thuê một chiếc xe riêng, rẽ sang một con đường đất để đến một tu viện như thế, bạn sẽ tìm thấy được gì? Những lời dạy của Đức Phật và phương pháp hành thiền có còn thích hợp với thời đại này nữa không? Thiền minh sát và tỉnh thức có cần thiết cho những người sống trong một xã hội tân tiến và phức tạp không? Đến nơi, bạn sẽ lấy làm ngạc nhiên khi biết đã có nhiều người Tây Phương tìm đến đây trước bạn. Từ năm 1965, đã có hàng trăm người Âu Mỹ như bạn đến thăm viếng và học hỏi trong những khu rừng hoang dã này. Một số đến học hỏi một thời gian ngắn rồi trở về, đem những gì mình đã học hỏi áp dụng vào đời sống hàng ngày. Một số khác đến ở lâu hơn, hoặc xuất gia tu một vài năm, đến 5-7 năm rồi trở về. Một số khác nữa nhận thấy đời sống trong rừng phong phú và cần thiết nên quyết định ở lại luôn cho đến bây giờ. Mỗi nhóm đều nhận được những lời dạy trực tiếp qua con tim và khối óc của mình và được cung ứng một lối sống ý thức và sáng suốt. Mới đầu phương pháp có vẻ dễ dàng và giản dị, nhưng sau một thời gian cố gắng thực hành lối sống của Đức Phật, họ sẽ thấy đây không phải là việc giản dị dễ dàng. Mặc dầu ở đây đòi hỏi một sự cố gắng không ngừng nghỉ, nhưng sau một thời gian thực hành, họ sẽ tìm được những gì mà họ muốn tìm. Họ sẽ cảm thấy rằng trên thế gian này không có gì quý báu hơn việc tìm ra được pháp bảo hay chân lý trong chính cuộc sống của họ. Ngay từ lúc bước chân đến chốn thiền lâm như chùa Wat Pa Bong này, bạn sẽ thấy tinh hoa của pháp hành nằm ở đây. Ngoài tiếng reo của lá rừng, bạn không còn nghe được một âm thanh nào khác nữa. Những nhà sư làm việc hay kinh hành trong yên lặng và tỉnh thức. Thiền viện Wat Pa Bong chỉ một diện tích hơn 100 mẫu Tây, chia làm hai khu tăng ni riêng biệt. Những mái lều thô sơ đạm bạc dựng lên một cách khiêm nhường trong rừng cây xanh tươi và lối mòn yên tĩnh. Trung tâm của tu viện là một thiền đường lớn, trai đường và chánh điện. Toàn thể cơ sở trong rừng tạo nên một khung cảnh giản đơn, thoát tục, khiến người đến viếng có cảm tưởng như mình đã đến nơi giải thoát. Những nhà sư tu tập ở những tu viện như thế này thường nếp mình trong khuôn khổ kỷ luật và tri túc, gọi là hạnh đầu đà. Thực hành hạnh đầu đà là truyền thống của những nhà sư sống trong rừng. Họ tự nguyện sống khắc khổ như thời kỳ Đức Phật, thọ trì 13 pháp đầu đà, tiết chế trong việc thọ nhận thức ăn, y phục, thuốc men và chỗ ở. Điều chính yếu của pháp hành này là hạn chế tư hữu, chú tâm vào việc hành thiền, mỗi ngày đi khất thực một lần. Lối tu hành thanh cao này còn được giữ gìn trong những khu rừng sâu Miến Điện, Thái Lan và Lào. Đây là những khu đất hoang có nhiều hang động, là chốn lý tưởng cho những người tích cực hành thiền. Những nhà sư tu hành đầu đà có truyền thống là những vị du tăng, sống đơn độc hay từng nhóm nhỏ, thường di chuyển đây đó, không ở hẳn một chỗ nào. Nơi tạm trú của họ là những chiếc lều dù đơn sơ. Trong cuốn sách này, chúng tôi sưu tập và phiên dịch những lời dạy về pháp hành của Ngài Ajahn Chah, tăng trưởng thiền viện Wat Pa Bong, một trong những thiền viện trong rừng. Ajahn Chah và thầy của Ngài là thiền sư Ajahn Tongrat và Ajahn Mun đã bỏ ra nhiều năm kinh hành và ngồi thiền trong rừng sâu. Những lối dạy trực tiếp và đầy hiệu năng đã được các ngài và những vị sơn tăng khác giảng dạy, không phải nhằm vào những người muốn tìm hiểu, học hỏi Phật giáo để thỏa mãn tri thức hay thực hành Phật giáo bằng nghi thức thờ cúng, mà nhằm cho những ai muốn thanh lọc tâm ý và quan kiến sai lầm của mình
bằng cách thực sự áp dụng những lời dạy của Đức Phật vào đời sống. Những vị thiền sư nổi tiếng sống trong rừng thường được thiền tính tìm kiếm và mời ra dạy dỗ. Để đáp lại lòng nhiệt thành của những người ham học hỏi đạo giải thoát, những vị thiền sư phải ngưng du hành, trú lại một khu rừng nào đó, và sau đấy những thiền viện hành hạnh Đầu Đà được xây dựng. Với đà gia tăng dân số trong vòng một thế kỷ trở lại đây, thật khó mà tìm thấy những khu rừng dành cho các du sĩ. Do đó, những thiền viện trong rừng dành cho các thiền sư trước cũng như hiện nay trở thành nơi trú ngụ của các du sĩ hay của những nhà sư thích hành thiền. Sau một thời gian du hành đây đó để hành thiền, Ngài Ajahn Chah trở về định cư trong một khu rừng rậm gần nơi sinh hoạt của mình, và thiền viện Wat Ba Bong được xây dựng nên. Đây là một khu rừng hoang vắng, được xem là nơi đầy rắn độc gợp béo, nhưng là một nơi rất lý tưởng cho những sơn tăng. Từ ngày Ngài Ajahn Chah đến trú ngụ ở khu rừng này, nhiều thiền viện đã mọc lên quanh đó. Từ những chòi tranh đơn sơ trong rừng, Wat Ba Bong đã phát triển nhanh chóng và trở thành một trong những trung tâm thiền hoàn chỉnh ở Thái Lan. Nhờ tài năng và tiếng tăm của Ngài Ajahn Chah, du khách và những người mộ đạo đến với thiền viện ngày một đông. Để đáp ứng nhu cầu tu học của mọi người, hơn 50 chi nhánh đã được mở ra khắp xứ Thái Lan, cho những thiền sư tu học từ thiền viện Wat Ba Bong đảm nhiệm việc giảng dạy, kể cả một chi nhánh gần Wat Ba Bong dành riêng cho những thiền sinh Tây Phương muốn đến học thiền với Ngài Ajahn Chah. Trong những năm gần đây, một số chi nhánh đã được mở ra ở các nước Tây Phương. Một trong những chi nhánh nổi tiếng là một thiền lâm lớn lao quy mô, đó là thiền viện Chitrut ở Anh Quốc, do thiền sư Ajahn Dumetho, một trong những học trò đầu đàn người Tây Phương của Ngài Ajahn Chah điều hành. Những lời giảng dạy của Ngài Ajahn Chah bao gồm những gì gọi là cốt tủy của thiền Phật giáo, phương pháp thực hành đơn giản và trực tiếp để an tâm và mở mang trí tuệ, đạt đến sự sáng suốt thực sự. Phương pháp hành thiền tỉnh thức hay minh sát này là một lối thực tập thiền quán của Phật giáo được bành trướng nhanh chóng ở Tây Phương. Những lời chỉ dẫn của các vị sư hay các cư sĩ đã từng tu học trong những thiền viện trong rừng hay tại những trung tâm thiền tích cực cung ứng cho chúng ta một phương pháp phổ thông và trực tiếp để huấn luyện thân tâm. Thiền Phật giáo dạy cho chúng ta làm thế nào để đối trị với tham lam, sợ hãi, lo âu, đồng thời cũng dạy chúng ta làm thế nào để học được kiên nhẫn, trí tuệ và vị tha. Cuốn sách này nhằm mục đích đem lại những lời hướng dẫn và ý kiến cho những ai muốn thực tập thiền. Ngài Ajahn Chah bắt đầu hành thiền từ lúc còn thơ ấu. Ngài đã đi nhiều nơi và ẩn cư nhiều năm trong rừng để hành thiền dưới sự hướng dẫn của những vị sơn tăng đắc đạo. Ngài vui cười mà kể lại rằng, lúc còn nhỏ, khi chơi trò chơi với chúng bạn, Ngài thích làm sư, trong khi các trẻ khác thích chơi nhà cửa. Ngài đóng trò ôm bình bát đi khất thực và bảo lũ trẻ bỏ bánh kẹo cho mình. Ngài đã hành thiền rất tích cực và kỷ luật, nhờ thế Ngài đã thành công. Do đó, Ngài đòi hỏi học trò của Ngài phải có đức tính kiên nhẫn và chịu đựng. Lúc còn là một vị sư trẻ, một ấn tượng sâu xa đã ảnh hưởng và hỗ trợ rất nhiều cho việc tu học của Ngài. Đó là lúc cha Ngài sắp mất. Ngài có dịp ngồi bên giường bệnh của cha nhiều ngày trực tiếp, đối diện với sự suy tàn và sự chết. Ngài Ajahn Chah thường nói, khi chúng ta không hiểu rõ sự chết thì đời sống thật nhiều rối rắm và lầm lẫn. Kinh nghiệm này là một động cơ mạnh mẽ giúp Ngài nỗ lực hành thiền để tìm cho ra nguyên nhân sự đau khổ của mọi người và nguồn cội của sự an lạc giải thoát mà Đức Phật đã chỉ dạy. Thế là Ngài rũ bỏ tất cả cho sự tìm kiếm chân lý. Ngài đã gặp rất nhiều khó khăn và đau khổ, kể cả việc Ngài đâm ra hoài nghi mọi chuyện và cơ thể bệnh hoạn, nhưng Ngài vẫn kiên nhẫn ngồi và theo dõi. Mặc dầu có nhiều ngày Ngài chỉ có khóc mà chẳng làm được gì cả, Ngài gọi đó là sự thách thức hay liều lĩnh với việc hành thiền của Ngài. Cuối cùng, sự đương đầu đó đã đem lại trí tuệ, khoái hoạt tinh thần và khả năng kỳ diệu để giúp đỡ người khác. Ngài Ajahn Chah giảng dạy bằng hai ngôn ngữ Thái và Lào. Những lời dạy trong cuốn sách này phản ảnh một tinh thần vui vẻ trong việc hành thiền,
Đây là những lời dạy nhằm vào những người đã từ bỏ đời sống thế tục, theo tu trong rừng với ngài Ajahn-ya. Tuy thế, tinh thần giáo pháp diễn đạt ở đây có tính cách trực tiếp và phổ thông, thích hợp cho mọi chúng ta. Ngài nhấn mạnh đến những vấn đề căn bản của con người: tham lam, sợ hãi, sân hận và si mê. Ngài nhắc đi nhắc lại là chúng ta phải luôn luôn tỉnh thức trước những trạng thái phiền não này, luôn luôn tỉnh thức trước những đau khổ mà chúng ta đã gây ra trong đời sống và trong thế giới chúng ta. Những lời dạy này là tứ diệu đế, bài pháp đầu tiên Đức Phật giảng dạy về khổ, nguyên nhân khổ và con đường đi đến diệt khổ. Phải nhìn thấy tại sao ái dục gây ra đau khổ. Đó cũng là câu mà ngài Ajahn-ya thường xuyên nhắc nhở. Hãy học hỏi nơi kinh nghiệm của chính bạn. Hãy nhìn thấy sự thay đổi bản chất liên tục của hình sắc, âm thanh, mùi vị, cảm giác và tư tưởng. Hãy ý thức bản chất vô thường, bất toại nguyện và vô ngã của đời sống. Chỉ khi nào chúng ta thấy và thừa nhận ba đặc tính ấy, chúng ta mới có thể sống trong an bình. Truyền thống tu thiền trong rừng thích hợp và tác động trực tiếp trên sự hiểu biết và sự đối kháng của chúng ta về ba chân lý trên. Truyền thống này cũng có hiệu năng trực tiếp trên nỗi sợ hãi, sân hận và ham muốn của chúng ta. Ngài dạy chúng ta phải đối diện với những phiền não của chúng ta và dùng pháp từ bỏ, kiên nhẫn, tỉnh thức để chế ngược chúng. Ngài khẩn nài chúng ta cố gắng thực hành để đừng rơi vào chỗ buồn rầu, lo lắng. Hãy tự huấn luyện để thấy rõ ràng và trực tiếp bản chất thật sự của tâm và của vạn hữu. Chúng ta sẽ cảm thấy sảng khoái, thích thú trước sự trong sáng, vui vẻ về phương pháp thực hành trực tiếp tại sơn lâm của ngài Ajahn-ya. Bao quanh ngài là sự tỉnh thức trong tinh thần tìm hiểu, vui vẻ, ngạc nhiên, hiểu biết và bình an nội tại sâu xa. Mong rằng những lời giới thiệu và những câu chuyện trong rừng thiền ghi lại nơi đây phản ảnh được phần nào tinh thần ấy và khiến bạn có cảm hứng trong việc hành thiền. Hãy thận trọng lắng nghe ngài Ajahn-ya và ghi khắc vào tâm những lời dạy của ngài, bởi vì ngài dạy thực hành chứ không lý thuyết, và những điều ngài dạy liên hệ đến hạnh phúc và tự do của con người. Trong những năm đầu tiên, khi Wat Pa Vong bắt đầu hấp dẫn nhiều du khách đến viếng, một loạt khẩu hiệu được gắn dọc lối đi: bạn đang ở đây, đến để thăm viếng, và xin giữ yên lặng, chúng tôi đang hành thiền. Một câu khác ghi: thực hành pháp và thấy rõ chân lý là điều giá trị nhất trong đời sống. Không phải đã đến lúc chúng ta bắt đầu sao? Tinh thần của câu này, ngài Ajahn-ya nói trực tiếp với chúng ta, mời gọi chúng ta hãy giữ tâm an tịnh để khám phá chân lý trong đời sống. Không phải đã đến lúc chúng ta bắt đầu sao? Đạo giảng gì? Theo truyền thống, Bát Chánh Đạo nói đến 8 chi đạo như chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, vân vân. Nhưng chân Bát Chánh Đạo ở trong chúng ta là hai mắt, hai tai, hai mũi, một lưỡi và một thân. 8 cửa này là toàn thể đạo, con đường. Tâm con người đi trên con đường ấy, biết những cửa này và quan sát chúng thì tất cả giáo pháp sẽ hiện khởi. Cốt tủy của đạo rất đơn giản, chẳng cần phải giải thích dông dài. Dứt bỏ yêu ghét, thản nhiên trước mọi chuyện xảy ra, đó là mục tiêu chính của việc hành thiền. Đừng cố gắng trở thành cái gì, đừng nhảy vào bất cứ chuyện gì, cũng đừng là một thiền sinh. Đừng mong giác ngộ, lúc ngồi thì hãy ngồi, khi đi thì hãy đi. Chẳng nắm giữ gì mà cũng không chống đối gì cả. Dĩ nhiên có hàng chục cách thiền định và nhiều phương pháp thiền minh sát, nhưng tất cả đều trở về chỗ. Hãy để mọi sự tự nhiên, thoát ra ngoài chiến trường, đặt chân đến nơi an lành mát mẻ. Tại sao không thử xem? Bạn dám không? Trung đạo, Đức Phật không muốn chúng ta đi con đường đó. Một bên là tham ái chìm đắm, và bên kia là sợ hãi ghen ghét. Ngài dạy chúng ta hãy tỉnh thức trước mọi lạc thú. Sân hận, sợ hãi, bất mãn không phải là lối đi của thiền sinh, đó là lối đi của người thế tục. Người an tịnh đi trên trung đạo, dứt tham ái sang bên trái và bỏ sợ hãi, ghen ghét sang bên phải. Người nào muốn thực hành phải theo trung đạo, không nghiêng về lạc thú hay đau khổ mà chỉ đặt chúng xuống. Nhưng dĩ nhiên, thoạt đầu hơi khó
chúng ta bị đá sang hai bên, lúc sang trái, lúc sang phải như quả lắc đồng hồ. Khi Đức Phật thuyết pháp bài đầu tiên, Ngài đề cập đến hai thế cực, vì đó là nơi cư ngụ của tham ái. Ái dục, hạnh phúc đá sang bên này, đau khổ và bất toại nguyện đá sang bên kia. Cả hai luôn luôn gây phiền lụy và đau khổ. Nhưng khi đi trên trung đạo, bạn đặt cả hai xuống. Nếu bạn theo hai thế cực này, bạn sẽ mất hết kiên nhẫn chịu đựng và sẽ bị hất ra ngoài khi luyến ái hay sân hận lôi cuốn bạn. Bạn còn mắc bẫy như vậy bao lâu? Hãy xem xét. Nếu bạn thích một thứ gì đó, bạn sẽ theo sau chúng khi yêu thích phát sinh, và dĩ nhiên nó chỉ lôi kéo bạn đi tìm sự đau khổ thôi. Tâm luyến ái thật khôn ngoan và khéo léo, rồi nó sẽ kéo bạn đi đâu nữa đây? Đức Phật dạy chúng ta hãy dứt bỏ mọi thái cực. Đó là con đường thực hành chân chính dẫn đến nơi thoát khỏi sanh tử. Không có khoái lạc và đau khổ trên đường này, cũng không có thiện và ác, tốt và xấu. Than ôi, con người đầy ái dục chỉ muốn tìm khoái lạc, không chịu đi trên con đường của đấng đại giác, con đường dành cho người đi tìm chân lý. Dính mắc vào hạnh phúc và đau khổ, tốt và xấu thì không thể đi trên trung đạo, không thể trở thành người trí, không thể giải thoát. Con đường của chúng ta rất thẳng, tĩnh lặng và chánh niệm. Dù phiền muộn hay phấn khởi nảy sinh, nó vẫn an tịnh. Nếu tâm bạn được như thế, bạn chẳng cần nhờ ai hướng dẫn. Bạn sẽ thấy rằng khi tâm không luyến ái, nó sẽ nằm ở trạng thái bình thường. Khi nó bị khuấy động bởi tư tưởng và cảm giác, tiến trình cấu tạo nên tư tưởng sẽ diễn ra và ảo giác thành hình. Hãy học cách nhìn tiến trình này. Khi tâm bị khuấy động, không còn ở trạng thái bình thường, nó sẽ ra khỏi sự thực hành đúng đắn để tiến đến một trong những thái cực của đam mê và ghen ghét. Từ đó, nó lại càng tạo ra nhiều ảo giác, nhiều tư tưởng hơn nữa. Nếu bạn tiếp tục quan sát tâm, suốt đời chỉ làm vậy thôi, tôi bảo đảm rằng bạn chẳng bao giờ buồn chán. Chấm dứt hoài nghi. Nhiều người có trình độ đại học, có bằng cấp tốt nghiệp và thành công trên đường đời, nhưng vẫn cảm thấy cuộc sống của họ thiếu thốn. Dù có tư tưởng cao xa hay thông minh hoạt bát đến đâu đi nữa, tâm của họ cũng chứa đầy những thứ vô dụng và hoài nghi. Chim kênh kênh bay cao đấy, nhưng nó ăn những thứ gì? Chân lý và sự hiểu biết vượt ra ngoài tính cách điều kiện, tổng hợp và giới hạn của khoa học thế gian. Dĩ nhiên, trí tuệ thế gian có thể dùng vào những mục tiêu tốt đẹp, nhưng trí tuệ của thế gian có thể đi ngược lại với tôn giáo và giáo dục. Cái hay, cái đẹp của trí tuệ siêu thế là có thể sử dụng kỹ thuật của trí tuệ thế gian mà không bị dính mắc vào chúng. Phải học phần căn bản trước, đó là căn bản đạo đức, giới luật. Thấy được sự giả tạm của cuộc sống, thấy được hiện tượng già và chết, đó là nơi chúng ta bắt đầu. Cũng như trước khi biết đi, bạn phải biết lật, biết bò, rồi biết lái xe, và sau đó có thể lái máy bay du hành quanh trái đất. Nghiên cứu sách vở không quan trọng lắm, dĩ nhiên kinh điển là đúng, nhưng không diễn đạt hết chân lý. Kinh điển chỉ là ngôn từ, chữ viết, mà ngôn từ và chữ viết chỉ có khả năng diễn đạt giới hạn. Chẳng hạn như danh từ sân hận không thể diễn tả được trạng thái nóng nảy, giận hờn. Cũng như nghe nêu tên một người nào đó khác với gặp người ấy, chỉ có kinh nghiệm của chính bạn mới đem lại đức tin thật sự. Có hai loại đức tin. Loại thứ nhất là tin tưởng một cách mù quáng vào Phật, Pháp và vị thầy, thông thường là người đầu tiên hướng dẫn mình hành thiền hay cho mình xuất gia. Loại thứ hai là chánh tín, đức tin chắc chắn, không lay chuyển, phát sinh từ sự hiểu biết của chính mình, mặc dầu vẫn còn những phiền não khác cần vượt qua. Người thấy một cách rõ ràng sự vật bên trong chính mình, có thể dứt được hoài nghi, đạt được đức tin trong việc thực hành. Bỏ hết ngôn từ sách vở, tự mình nhận thức. Việc thực hành của tôi không đặt nặng ở học hỏi hay nghiên cứu. Tôi lấy những lời dạy của Đức Phật làm căn bản và bắt đầu nghiên cứu tâm mình một cách tự nhiên. Khi thực hành, bạn hãy tự quan sát mình. Cứ thế dần dần trí tuệ và tri kiến sẽ tự phát sinh. Nếu bạn ngồi thiền mà muốn được thế này, thế kia, thì tốt hơn nên dẹp đi, đừng ngồi thiền nữa. Đừng kỳ vọng hay mang thêm một ý tưởng gì vào việc thực hành của bạn.
hãy xếp vào kho mọi ý niệm hay tư kiến của mình. Khi thực hành, bạn dẹp bỏ tất cả ngôn từ, biểu tượng, dự định, kế hoạch, vân vân. Có thế, bạn mới tự mình thấy được chân lý. Vì chân lý không ở đâu xa, nó khởi sinh ngay tại đây. Tôi đã học giáo pháp qua kinh điển trong những năm đầu tiên. Lúc ấy, khi có thì giờ, tôi thường đến nghe những học giả, những bậc thầy thuyết giảng, cho đến khi sự học hỏi này biến thành chướng ngại nhiều hơn là hỗ trợ, tôi mới ngưng học. Thực ra tôi đã không biết cách nghe giáo pháp, vì tôi không nhìn vào bên trong. Các bậc thiền sư này đã nói đến chân lý bên trong chính mình. Khi thực hành, tôi bắt đầu hiểu rõ là nó nằm ngay trong chính tôi. Một thời gian sau, tôi thấy rằng các thiền sư này đã thực sự thấy rõ chân lý. Và nếu tôi đi theo con đường của các ngài, tôi sẽ gặp những gì mà các ngài đã nói đến. Và lúc đó tôi sẽ có thể nói: vâng, các ngài nói đúng, còn gì nữa đâu. Khi tôi kiên trì thực hành, tôi thấy quả đúng như vậy. Nếu bạn thích ở trong giáo pháp thì hãy xả bỏ, hãy để mọi chuyện diễn biến tự nhiên theo nó. Chỉ thuần học lý thuyết mà không thực hành thì chẳng khác nào bỏ hình bắt bóng, không cần học hỏi nghiên cứu nhiều. Nếu bạn dựa vào những điều căn bản và thực hành theo, bạn sẽ tự mình thấy giáo pháp. Tâm lý học Phật giáo. Một hôm, có một nữ giảng sư về môn siêu hình Phật giáo đến thăm ngài Ajahn Chah. Bà giảng sư này dạy định kỳ ở Bangkok về vi diệu pháp và tâm lý học Phật giáo. Trong lúc nói chuyện với ngài Ajahn Chah, bà giải thích cặn kẽ tầm quan trọng của sự hiểu biết tâm lý học Phật giáo đối với mọi người. Bà cũng cho biết là những học sinh của bà đã gặt hái được nhiều lợi ích khi học hỏi với bà. Bà hỏi ngài Ajahn Chah có đồng ý với bà về tầm quan trọng của một kiến thức như thế không? Ngài Ajahn Chah gật đầu đồng ý. Vâng, rất quan trọng, hết sức hân hoan. Bà hỏi tiếp là ngài có chịu để cho học trò của ngài học vi diệu pháp không? Vâng, dĩ nhiên. Bà lại hỏi là ngài muốn học trò ngài học ở đâu và cuốn sách nào tốt nhất. Ajahn Chah đưa tay chỉ vào quả tim mình, nói: ở đây, chỉ chỗ này thôi. Học hỏi và kinh nghiệm. Chúng ta hãy nói đến sự khác biệt giữa việc nghiên cứu giáo pháp và áp dụng giáo pháp vào thực hành. Chân giáo pháp phải học hỏi là tìm một con đường để thoát khỏi sự bất xứng ý của đời sống và đạt được hạnh phúc, bình an cho chính mình cùng tất cả chúng sinh. Khi tâm an tịnh, tức là nó đang ở trong điều kiện bình thường. Khi tâm di động thì tư tưởng hình thành, hạnh phúc hay đau khổ là một phần của tâm hoạt động này. Bất an và tham ái cũng được hình thành như thế. Nếu bạn không hiểu rõ chuyển động này, bạn sẽ săn đuổi đằng sau tư tưởng hình thành mãi và trở thành nạn nhân của nó. Thế nên Đức Phật dạy chúng ta hãy quan sát hoạt động của tâm, theo dõi tâm di chuyển. Chúng ta có thể thấy được những đặc tính căn bản của nó. Đó là vô thường, bất toại nguyện và vô ngã. Bạn nên tỉnh thức và quan sát những hiện tượng tâm lý này. Bằng cách này, bạn có thể học được tiến trình của nhân duyên. Đức Phật dạy rằng vô minh là nhân phát sinh ra hành nghiệp và mọi hiện tượng. Hành nghiệp hay sự chủ ý này phát sinh ra thức, và thức lại là nhân của thân và tâm. Đó là tiến trình của nhân duyên. Khi bắt đầu nghiên cứu Phật giáo, chúng ta thấy lối dạy theo truyền thống kinh điển đem lại nhiều lợi ích cho chúng ta. Nhưng khi tiến trình đã diễn ra bên trong chúng ta mới thấy rõ tầm quan trọng của sự thực hành. Những kẻ chỉ học pháp học mà không thực hành không thể nào theo kịp sự mau lẹ của tiến trình này. Dĩ nhiên tiến trình của tâm được kinh điển hệ thống hóa và mô tả rõ ràng, nhưng kinh nghiệm vượt ra ngoài sách vở học hỏi. Sách vở không thể cho bạn biết đây là kinh nghiệm của si mê phát sinh, đây là những cảm giác phát sinh từ tác ý, đây là một loại tâm đặc biệt, đây là những cảm giác về sự khác biệt của thân và tâm. Cũng như khi bạn trèo cây và bị rơi xuống đất, bạn không thể nào biết được là bạn đã rơi bao nhiêu thước, bao nhiêu tấc. Bạn chỉ biết bạn rơi xuống đất và thấy đau mà thôi. Không sách vở nào mô tả điều này. Sách vở nghiên cứu giáo pháp được hệ thống hóa và làm cho rõ ràng, nhưng thực tế không chỉ đi theo một lối đi đơn giản. Bởi thế,
chúng ta phải dùng trí tuệ sâu xa của chúng ta để nghiệm xem cái gì đã khởi sinh trong tâm kẻ giác ngộ. Kẻ giác ngộ hiểu biết qua kinh nghiệm của họ rằng tâm không phải là ta, của ta, không phải là tự ngã của ta. Khi nói cho chúng ta biết tên của các loại tâm và tâm sở, Đức Phật không muốn chúng ta dính mắc vào ngôn từ. Ngài chỉ muốn chúng ta thấy tất cả đều vô thường, khổ và vô ngã. Ngài dạy hãy buông bỏ tất cả. Khi các pháp phát sinh ra, hãy chánh niệm, biết chúng. Tâm thực hiện được sự ghi nhận, giác tỉnh này mới là tâm được huấn luyện đúng cách. Khi tâm bị khuấy động thì nhiều loại tâm, tâm sở, tư tưởng, phản ứng vân vân được hình thành và nảy nở liên tục. Chỉ để chúng thế, tốt cũng như xấu. Đức Phật chỉ dạy đơn giản, dứt bỏ hết. Nhưng đối với chúng ta thì cần phải nghiên cứu tâm mình để biết làm thế nào để có thể dứt bỏ chúng. Nếu nhìn những yếu tố của tâm, chúng ta sẽ thấy tâm đi theo một tiến trình nhân quả tự nhiên. Tâm sở như vậy, tâm sinh và diệt như vậy, vân vân. Chúng ta có thể thấy ngay trong sự thực hành của chúng ta. Khi chúng ta có chánh kiến và chánh niệm thì chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng theo sau. Người giác ngộ thấy rõ từng yếu tố của tâm. Người giác ngộ chẳng khác nào một ngọn đèn. Nếu có chánh kiến, tức là có sự hiểu biết đúng, thì tư tưởng và những yếu tố khác cũng đúng. Chẳng khác nào khi thắp đèn thì ánh sáng sẽ phát sinh. Nhờ nhìn sự vật với chánh niệm, chánh kiến sẽ phát triển. Khi quan sát cái mà ta gọi là tâm, chúng ta chỉ thấy sự kết hợp của các yếu tố tâm khác nhau mà không có tự ngã. Vậy thì ta ở đâu? Cảm giác, ký ức, tất cả năm quyển của thân và tâm đang dời chỗ như lá cuốn theo cơn gió. Chúng ta sẽ khám phá ra điều này khi chúng ta hành thiền. Thiền chẳng khác nào một khúc gỗ, minh sát và suy xét ở một đầu, an tịnh và định tâm ở đầu kia. Nhạc khúc gỗ lên, cả hai đầu đều lên cùng một lúc. Đầu nào là thiền minh sát, thiền quán? Đầu nào là thiền định, thiền chỉ? Chỉ có tâm mà thôi. Bạn không thể nào tách rời định tâm và minh sát. Chúng chẳng khác nào một trái xoài, lúc còn xanh thì chua, rồi chín thì ngọt, nhưng vẫn là trái xoài. Cái này sinh trong cái kia, không có cái đầu tiên thì không có cái thứ hai. Những từ ngữ như vậy chỉ là sự chế định để thông đạt. Chúng ta đừng dính mắc vào danh từ. Nguồn gốc của chân trí tuệ là thấy những gì ở bên trong chúng ta. Chỉ có loại học hỏi này có điểm cuối và là loại học hỏi về chân giá trị. Sự an tịnh ở giai đoạn đầu tiên của định tâm phát sinh từ sự thực hành nhất tâm. Nhưng khi sự an tịnh đi rồi, chúng ta lại đau khổ vì chúng ta đã dính mắc vào nó. Đạt được sự định tâm không phải là điểm cuối, vì pháp hành cấu tạo và đau khổ vẫn còn hiện hữu. Thế nên Đức Phật lấy sự định tâm, sự an tịnh này để quán xét thêm nữa. Ngài đi tìm sự thật của vấn đề cho đến khi không còn dính mắc vào sự an tịnh nữa. An tịnh chỉ là một trong vô số những hình thành của tâm. Nó chỉ là một chặng trên con đường. Còn dính mắc vào sự an tịnh, tức là còn dính mắc vào sự sinh thành và hiện hữu. Bởi vì khi an tịnh chấm dứt, dao động lại bắt đầu khởi lên và bạn sẽ bị dính mắc nhiều hơn nữa. Đức Phật tiếp tục xem xét sự sinh thành và hiện hữu để tìm ra nơi chúng phát sinh. Khi chưa tìm ra được sự thật của vấn đề, Ngài dùng tâm mình quán xét thêm, xem xét mọi yếu tố của tâm, tìm xem chúng đã phát khởi như thế nào. Dầu có an tịnh hay không, Ngài vẫn tiếp tục xem xét cho đến khi Ngài hiểu rõ rằng tất cả những gì Ngài thấy, tất cả năm quẩn của thân và tâm giống như một thỏi sắt nóng đỏ. Khi thỏi sắt còn đang nóng đỏ, bạn có thể tìm được điểm nguội nào trên đó để sờ tay vào chăng? Năm quẩn cũng như vậy, nắm chỗ nào cũng bị phỏng cả. Bởi thế không nên dính mắc, dù đó là sự an tịnh hay định tâm đi nữa. Không nên nói rằng sự bình an tĩnh lặng là tôi hay của tôi, nghĩ rằng tôi hay của tôi sẽ phát sinh ảo tưởng đau thương về tự ngã. Thế giới của tham ái và si mê, tức là một biến sắc nóng đỏ khác. Trong lúc thực hành, chúng ta thường có khuynh hướng nắm giữ, chấp thủ, có những kinh nghiệm đạt được là tôi hay của tôi. Và bạn nghĩ tôi an tịnh hay tôi dao động, tôi tốt hay tôi xấu, tôi hạnh phúc
hay tôi đau khổ. Sự dính mắc này là nguyên nhân của sinh thành và hiện hữu. Khi hạnh phúc chấm dứt, đau khổ xuất hiện. Khi đau khổ chấm dứt, hạnh phúc xuất hiện. Bạn sẽ thấy chính mình không ngừng phân vân giữa thiên đàng và địa ngục. Đức Phật thấy rõ điều kiện của tâm là vậy, và Ngài hiểu đó là nguyên nhân sinh thành và hiện hữu. Tâm ở trong điều kiện đó nên sự giải thoát không hoàn thành được. Ngài bèn lấy những kinh nghiệm đó và quán xét chân tướng của chúng. Do có nắm giữ, chấp thủ nên có sanh và tử. Trở nên hưng quang là sanh, trở nên thoái chí là tử. Có chết nên có sống. Sinh và tử từ thời điểm này đến thời điểm kia kế tục nhau không dứt, như một guồng bánh xe kéo chỉ quay không ngừng. Đức Phật thấy rõ cái gì do tâm sinh ra cũng đều tạm bợ, là những hiện tượng có nhân duyên, thực sự trống rỗng. Khi ánh sáng trí tuệ này phát sinh, Ngài xả bỏ tất cả, không nắm giữ gì nữa và chấm dứt đau khổ. Bạn cũng vậy, phải hiểu những vấn đề này đúng theo chân lý. Khi hiểu rõ sự vật đúng theo chân lý của nó, bạn sẽ thấy rằng những yếu tố tạo thành tâm thường đánh lừa bạn. Tâm chẳng có gì cả, không sinh ra cũng không chết đi. Nó tự do, chiếu sáng, chói lọi, rực rỡ và không gì làm bận rộn nó cả. Tâm trở thành bận rộn chỉ vì nó hiểu sai và bị mê mờ bởi những hiện tượng có điều kiện này. Đó là ý tưởng sai lầm về tự ngã. Thế nên Đức Phật muốn chúng ta nhìn vào tâm mình xem thử lúc đầu có cái gì. Thật ra chẳng có gì cả. Sự trống rỗng này không sinh và diệt theo hiện tượng. Khi chứa đựng điều tốt, nó không trở nên tốt. Khi tiếp xúc việc xấu, nó cũng không trở nên xấu. Tâm trong sạch biết những đối tượng này một cách rõ ràng, biết rằng chúng không có bản chất. Khi tâm có thiền sinh an trụ như vậy, sẽ không có hoài nghi nữa. Có trở thành không, có sinh không, không cần hỏi ai. Quan sát những yếu tố của tâm, Đức Phật để chúng tự nhiên và trở thành người tỉnh thức trước chúng. Ngài chỉ nhìn với tâm xả, những điều kiện dẫn đến sinh không còn hiện hữu ở Ngài. Với trí tuệ hoàn toàn của Ngài, Ngài gọi chúng là vô thường, khổ và vô ngã. Bởi thế nên Ngài trở thành người hiểu biết chắc chắn. Người hiểu biết chắc chắn hay giác ngộ thấy sự vật theo chân lý, không hạnh phúc hay đau khổ theo những đổi thay của điều kiện. Đó là chân bình an, vô sinh, vô lão, vô bệnh, vô tử, không tùy thuộc vào nhân quả hay điều kiện. Vượt ra ngoài hạnh phúc và khổ đau, thiện và ác, không còn cái gì để nói đến, không còn điều kiện nào để cải thiện nữa. Do đó, hãy phát triển tâm định, an tịnh và minh sát. Hãy học cách làm cho nó khởi dậy trong tâm bạn và thật sự dùng nó. Nếu không, bạn chỉ biết Phật giáo và ngôn ngữ, danh từ. Mặc dầu khi hiểu trành pháp học, bạn có thể đi khắp nơi giảng giải cho mọi người biết giáo pháp, những đặc tính của cuộc đời. Bạn có thể thông thái, hoạt bát, nhưng khi sự vật hiện khởi trong tâm, bạn có theo được chúng không? Khi tiếp xúc với vật ưa thích, bạn có tức khắc dính mắc vào đó không? Khi gặp chuyện bực mình, người giác ngộ có giữ sự bực mình trong tâm hay họ để nó ra đi? Nếu bạn thấy những điều kiện bạn không thích mà vẫn nắm giữ hay kết án nó, thì bạn nên suy tư như sau: như vậy không đúng đâu, không cao thượng đâu. Nếu bạn quan sát tâm như vậy, bạn sẽ thật sự hiểu chính mình. Tôi không dùng từ ngữ trong kinh điển để thực hành, tôi chỉ nhìn vào kẻ giác ngộ. Nếu tôi ghét người nào, tôi hỏi tại sao. Nếu tôi không thương một người nào, tôi hỏi tại sao. Những gì khởi sinh, hãy dò đến tận cội nguồn của nó, thì bạn có thể giải quyết được vấn đề yêu ghét và khiến chúng để bạn ở yên một mình. Tất cả đều trở về và khởi sinh trong kẻ giác ngộ. Nhưng không phải chỉ nghe suông là đủ đâu, phải liên tục và quyết liệt thực hành mới được. Gà hay trứng, giáo pháp dạy chúng ta hãy buông bỏ. Nhưng thoạt đầu chúng ta tự nhiên bị dính mắc vào phần lý thuyết của giáo pháp. Người trí biết sử dụng lý thuyết làm công cụ để khám phá phần tinh hoa của cuộc sống. Suốt thời gian viếng thăm Anh Quốc, lần đầu tiên Ngài Achancha đã đến giảng dạy cho nhiều nhóm Phật tử. Một buổi tối nọ, sau phần thuyết giảng, Ngài nhận được một câu hỏi từ một mệnh phụ. Bà là người đã nhiều năm nghiên cứu sự phức tạp của tâm theo di diệu pháp. Bà hỏi ý Ngài có thuận giải thích cho bà một vài điểm khó khăn trong môn học này để bà có thể tiếp tục nghiên cứu một cách dễ dàng hơn không. Thấy bà bị dính mắc vào sự hiểu biết lý thuyết và ngôn từ chế định mà không nhận ra được lợi ích
của sự thực hành nơi chính tâm mình. Nên ngài Ajahn-chah trả lời bà một cách trực tiếp và mạnh bạo: bà chẳng khác nào người nuôi gà trong sân. Thay vì nhặt trứng, bà lại đi quanh sân để nhặt phân gà. Những tên trộm trong tâm bà. Mục đích của thiền là nắm sự vật lên và đưa vào phòng thử nghiệm để rõ thực chất của chúng. Chẳng hạn, khi nhìn hình dáng của một vật, ta thấy nó xinh đẹp. Trong khi đó, Đức Phật dạy chúng ta, nó là bất tịnh, vô thường và chất chứa đau khổ. Vậy, quan niệm nào đúng theo chân lý? Chúng ta như du khách đến viếng một xứ lạ, không hiểu ngôn ngữ bản xứ nên chúng ta chẳng thấy thú vị. Nhưng một khi đã học nói, học nghe, ta có thể cười và nói đùa với người bản xứ. Quan điểm thông thường cho rằng những yếu tố của đời sống chúng ta bắt đầu từ cơ thể là ổn cố. Một đứa bé chơi bùng bóng, quả bóng vướng phải gai hay một vật nhọn nổ tung, cậu bé khóc lóc tiếc nuối. Một cậu bé khác khôn ngoan hơn, biết rằng bong bóng rất dễ dở nên không buồn rầu khi bong bóng vỡ. Con người đi vào cuộc sống như kẻ mù, họ quên cái chết như người tham ăn, ngốn vào bụng thật nhiều thức ăn khoái khẩu mà chẳng nghĩ rằng mình phải bài tiết. Đến khi đau bụng, vì không dự liệu trước nên chẳng biết phải chạy đi đâu. Thế gian đầy hiểm nguy. Hiểm nguy từ những yếu tố của cuộc sống, hiểm nguy từ những tên trộm. Trong chùa chiền cũng có những mối hiểm nguy như vậy. Đức Phật dạy chúng ta truy tầm những mối hiểm nguy này và đặt tên phí khú cho người xuất gia. Phí khú có hai nghĩa: người đi sinh và người thấy được hiểm nguy tham ái trong luân hồi. Chúng sanh đầy tham lam, sân hận, si mê, bị ba loại phiền não này chế ngự nên họ phải nhận lấy quả, gia tăng thói xấu, tạo thêm nghiệp và lại bị ngã quỵ trước phiền não. Tại sao không thể loại bỏ tham, sân, si? Nếu bạn có tư tưởng xấu, bạn sẽ đau khổ. Nếu bạn có sự hiểu biết đúng, bạn có thể chấm dứt đau khổ. Phải biết hiệu lực và sự tác động của nghiệp, của nhân và quả. Dính mắc vào khoái lạc sẽ nhận lấy quả khổ. Ăn quá độ thức ăn ngon thì dạ dày và ruột sẽ phản ứng, và bạn sẽ nhận lấy hậu quả sau đó. Bạn vui mừng khi lấy trộm của ai vật gì, nhưng sau đó cảnh sát sẽ còng tay bạn. Khi quan sát theo dõi, bạn sẽ biết cách hành động, sẽ biết cách chấm dứt sự nắm giữ và phiền buồn. Đức Phật thấy được điều này nên cương quyết thoát khỏi mọi hiểm nguy thực sự của thế gian. Muốn thoát khỏi mối hiểm nguy của thế gian này, phải chế ngự những mối hiểm nguy bên trong chúng ta. Hiểm nguy bên ngoài không đáng sợ bằng hiểm nguy bên trong. Những hiểm nguy bên trong gồm gió, lửa, nước và những tên trộm. Gió đến từ giác quan của chúng ta, thúc ép tham lam, sân hận và si mê khởi dậy, hủy diệt phần bên trong tốt đẹp của chúng ta. Thông thường chúng ta chỉ thấy gió khi gió thổi lá cây, không thấy được gió của giác quan. Gió giác quan này nếu không được theo dõi sẽ gây ra bão tố tham muốn, lửa. Chùa chúng ta có thể chẳng bao giờ bị quả quạt, nhưng tham lam, sân hận, si mê đốt cháy chúng ta luôn. Khi tham ái và sân hận khiến chúng ta có ngôn ngữ sai lầm, si mê khiến chúng ta thấy thiện ra ác, ác ra thiện, xấu thành tốt, không có giá trị thành có giá trị. Những người không hành thiền thì không thấy được nên bị lửa đốt cháy. Đứa, mối hiểm nguy ở đây là lũ lụt phiền não trong tâm chúng ta, nhận chìm bản tính thực sự của chúng ta. Trộm, những tên trộm chính tông trong ở ngoài chúng ta. Chùa chúng ta trong vòng 20 năm nay chỉ bị trộm một lần, nhưng năm nhóm đạo chích của tham ái, ngũ quẩn đã luôn luôn trộm cắp, đánh đập ta, hành hạ ta đủ điều. Năm quẩn này gồm sắc, thọ, tưởng, hành và thức. Một, sắc hay thân là mồi của bệnh hoạn và đau nhức. Khi nó không hợp với ý muốn của chúng ta sẽ sân hận và phiền buồn. Không hiểu được bản chất già và bản chất suy tàn của cơ thể nên chúng ta bị đau khổ. Chúng ta cảm thấy bị lôi cuốn bởi cơ thể kẻ khác, hay có ác cảm với cơ thể của họ là ta đã bị cướp mất sự an lạc thật sự. Hai, thọ hay cảm giác. Khi đau nhức hay thích thú phát sinh, chúng ta quên rằng chúng ta vô thường, khổ và vô ngã. Chúng ta đồng hóa mình với những xúc động của mình, và như vậy là chúng ta bị hành hạ bởi sự hiểu biết sai lầm của chúng ta. Ba, tưởng hay trí nhớ, tri giác. Đồng hóa mình với những gì mình ý thức
và nhớ tưởng đến chuyện đã qua, khiến tham sân si phát sinh. Sự hiểu biết sai lầm của chúng ta trở thành thói quen chất chứa tiềm thức chúng ta. 4. Hành, tác ý, chú ý và những yếu tố khác của tâm. Không hiểu rõ bản chất của các trạng thái tâm, tâm, sở, chúng ta phản ứng, suy nghĩ và cảm giác, yêu ghét, hạnh phúc và phiền muộn phát sinh. Quên rằng chúng là vô thường, khổ và vô ngã, nên chúng ta mắc vào chúng. 5. Thức, chúng ta chấp giữ các hiểu biết về bốn quẩn kia. Chúng ta nghĩ rằng tôi biết, tôi là, tôi cảm thấy, và bị giới hạn bởi ảo tưởng về tự ngã, về sự phân ly giữa năm quẩn, cho rằng thức chính là tự ngã. Tất cả những tên trộm ấy, sự hiểu biết sai lầm, đưa ta đến hành động sai lầm. Đức Phật không có ham muốn điều này. Ngài thấy không thể tìm được chân hạnh phúc ở đây. Thế nên Ngài đã ban danh từ phí khú cho những ai thấy được mối hiểm nguy và tìm đường tránh thoát. Đức Phật dạy chư tăng bản chất của năm quẩn và cách buông bỏ chúng, không dính mắc vào chúng, không xem chúng là ta hay của ta. Khi hiểu bản chất của chúng, chúng ta sẽ thấy chúng có tiềm năng làm hại lớn lao, có giá trị lớn lao. Chúng không biến mất, vì chúng ta không còn nắm giữ chúng như của riêng của mình nữa. Sau khi thành đạo, Đức Phật vẫn còn có thân, bệnh, có cảm giác đau khổ hay khoái lạc, có trí nhớ, có suy nghĩ, có tâm. Nhưng Ngài không dính mắc vào chúng, không xem chúng là tự ngã, là ta, là của ta. Ngài biết, Ngài hiểu chúng theo đúng bản chất của chúng. Cái hiểu biết đó cũng không phải là ta, là tự ngã. Tách trời ngũ quẩn khỏi phiền não và tham ái, chẳng khác nào phát quang những bụi cây nhỏ trong rừng mà không làm hại đến cây lớn. Chỉ có sự sinh và diệt tồn tại, phiền não không còn chỗ đứng. Chúng ta sinh ra và chết đi với ngũ quẩn. Ngũ quẩn đến và đi theo bản chất tự nhiên của chúng. Khi có ai nguyện của ta, và nếu ta không có cảm giác về tự ngã, thì chuyện xảy ra chấm dứt theo với lời nói và ta không đau khổ. Nếu cảm giác không vừa lòng phát sinh, hãy chấm dứt chúng ngay tại chỗ và hiểu rằng cảm giác không phải là chúng ta. Nó hại tôi, nó quấy rầy tôi, nó là kẻ thù của tôi. Một vị tỳ khưu không nghĩ như thế. Vị tỳ khưu cũng không nắm giữ sự kiêu căng hay ngã mạn. Nếu chúng ta không đứng trong tầm đàn, chúng ta sẽ không bị bắn. Nếu thư không có người nhận thì sẽ được trả lại người gửi. Thông thả đi vào cuộc đời, không bị dính mắc vào việc đánh giá các việc xảy ra. Thầy tỳ khưu an nhiên tự tại, đó là con đường niết bàn trống rỗng và giải thoát. Theo dõi năm quẩn và làm sạch khu rừng, bạn sẽ là một người khác hẳn trước đây. Rất ít người hiểu được sự trống rỗng và thực hành theo. Nhưng ai làm được điều này sẽ có niềm vui lớn lao. Tại sao không thử xem? Bạn có thể trừ khử những tên trộm trong tâm và xếp đặt lại mọi chuyện hoàn hảo mà. Chánh kiến. Người phát triển chánh kiến bằng cách nhìn mọi vật dưới ánh sáng vô thường, khổ và vô ngã sẽ chấm dứt được luyến ái và mê lầm. Không luyến ái không có nghĩa là ghét bỏ. Ghét bỏ thứ gì mà bạn đã có và ưa thích trước đây thì chỉ là sự ghét bỏ tạm thời, vì sự luyến ái sẽ trở về với bạn. Không phải chúng ta đi tìm một cuộc sống khoái lạc, nhưng đi tìm sự bình an. Bình an nằm ngay trong chúng ta, được tìm thấy cùng chỗ với dao động và đau khổ. Không thể tìm thấy bình an trong rừng sâu hay trên đồi cao. Bình an cũng không thể được ban phát bởi một vị thầy quyền uy tối thượng. Chỗ bạn bị đau khổ, bạn có thể tìm ra con đường để thoát khỏi khổ đau. Cố gắng trốn chạy đau khổ, thấy nguyên nhân của nó và chấm dứt nó ngay bây giờ tốt hơn là chỉ đương đầu với kết quả của nó. Bỏ đói phiền não. Những người mới bắt đầu hành thiền thường phân vân không biết hành thiền là gì. Hành thiền là cố gắng đối diện với phiền não, không nuôi dưỡng thói quen cũ. Nơi nào bất hòa và khó khăn, nơi đó là chỗ để hành thiền. Khi hái nấm về ăn, không phải đụng thứ nấm nào bạn cũng hái. Phải hiểu loại nào ăn được, loại nào là nấm độc. Việc hành thiền cũng vậy. Chúng ta phải biết mối nguy hiểm phải đương đầu khi hành thiền là phiền não. Phiền não chẳng khác nào rắn độc, phải biết nó để tránh nó. Phiền não, tham, sân, si nằm ở gốc rễ của sự đau khổ và tâm ích kỷ. Chúng ta phải học cách chế ngự chúng, chiến thắng và thoát khỏi sự kiểm soát và điều khiển của chúng. Để làm chủ tâm mình,
Dĩ nhiên cuộc chiến đấu này thật khó khăn. Khó khăn như phải xa rời người bạn thân đã sống với nhau từ thời thơ ấu. Phiền não chẳng khác nào một con mèo. Nếu cho nó ăn, nó sẽ quanh quẩn bên ta. Đừng cho nó ăn, nó sẽ không quấy rầy nữa. Lúc mới bắt đầu hành thiền, không thể nào tránh khỏi nóng nực và buồn chán. Nhưng hãy nhớ rằng, chỉ có phiền não nóng. Nhiều người nghĩ, tôi chưa bao giờ gặp phải sự khó khăn như vậy trước đây. Chắc có cái gì xảy ra đây. Chuyện này chẳng có gì lạ. Vì trước đây, khi nuôi dưỡng phiền não, bạn đã đối xử nhẹ nhàng với chúng, vuốt ve, nuông chiều chúng. Như người bị thương bên trong mà chỉ đắp thuốc bên ngoài, nên chẳng có cảm giác gì. Bây giờ mổ ra để trị tận gốc thì chắc chắn không tránh khỏi đau đớn. Muốn đề kháng lại phiền não thì bạn đừng cho chúng ăn, ngủ theo ý muốn của chúng. Nhiều người cho làm như thế là tự hành hạ mình thái quá. Nhưng đó là điều cần thiết để có sức mạnh bên trong. Bạn phải tự mình ý thức về mình, luôn luôn theo dõi tâm. Bạn có thể nghĩ rằng bạn chỉ nhìn vào kết quả mà không biết đến nguyên nhân. Giả sử cha mẹ có một đứa con, lớn lên nó không biết kính trọng cha mẹ. Cha mẹ rất đau buồn và tự hỏi, không biết thằng này từ đâu đến đây. Thực ra đau khổ của chúng ta đến từ sự hiểu biết sai lầm, từ sự dính mắc vào những hoạt động của tâm. Chúng ta phải huấn luyện tâm như huấn luyện một con trâu. Trâu là tư tưởng của chúng ta, và người chăn trâu là thiền sinh. Nuôi trâu và huấn luyện trâu là hành thiền. Với một con trâu được huấn luyện thuần thục, chúng ta có thể thấy chân lý, chúng ta có thể hiểu nguyên nhân của tự ngã của chúng ta và chỗ chấm dứt của nó, chỗ chấm dứt mọi sầu muộn. Nó không phức tạp đâu. Mọi người đều có phiền não trong lúc hành thiền. Chúng ta phải hiểu chúng, chiến đấu với chúng khi chúng hiện khởi. Đây không phải là chuyện suy nghĩ, mà là chuyện thực hành. Cần phải có nhiều kiên nhẫn, dần dần chúng ta sẽ thay đổi lối suy nghĩ và cảm giác theo thói quen của chúng ta. Chúng ta sẽ thấy biết bao đau khổ sinh ra khi chúng ta nghĩ đến danh từ ta và của ta. Lúc ấy chúng ta sẽ không còn chấp nữa hạnh phúc và đau khổ. Một thanh niên Tây Phương vừa mới đến một trong những tu viện trong rừng của ngài Ajahn Chah, xin ở lại hành thiền. Câu trả lời đầu tiên của ngài là: tôi hy vọng anh không sợ đau khổ. Rất ngạc nhiên, chàng thanh niên giải thích rằng anh ta không phải đến đây để đau khổ, mà muốn đến đây để học thiền và sống trong yên tĩnh trong rừng. Ajahn Chah giải thích: có hai loại đau khổ. Đau khổ dẫn đến đau khổ hơn, và đau khổ dẫn đến chấm dứt đau khổ. Nếu anh không muốn gặp loại đau khổ thứ hai, thì anh chắc chắn sẽ gặp loại đau khổ đầu tiên. Lối dạy của Ajahn Chah thường thẳng thắn và trực tiếp. Khi gặp các vị sư học trò của ngài trong khuôn viên thiền viện, ngài thường hỏi: hôm nay sư có đau khổ nhiều không? Nếu có vị sư nào trả lời có, ngài sẽ nói: tốt lắm, sư phải mừng và mong muốn được như ngày hôm nay. Và ngài cười với nhà sư về chuyện này. Bạn đã từng có hạnh phúc chưa? Bạn đã từng gặp đau khổ chưa? Bạn có từng xét xem hai loại trên, loại nào thực sự có giá trị hơn chưa? Nếu đúng là hạnh phúc thì nó sẽ không bao giờ mất. Có thể như vậy được không? Bạn phải nghiên cứu điểm này để thấy sự chân xác và thực tế. Sự nghiên cứu này, sự hành thiền này dẫn đến chánh kiến. Tâm phân biệt. Nghĩa rốt ráo của chánh kiến là không phân biệt. Thấy mọi người như nhau, không tốt cũng không xấu, không thông minh cũng không ngu dốt. Đừng nghĩ rằng mật ong ngọt và tốt, còn một số thực phẩm khác thì đắng và xấu. Mặc dầu bạn có thể ăn nhiều loại thực phẩm khác nhau, nhưng khi cơ thể hấp thụ và bài tiết ra ngoài, chúng đều giống nhau. Một cái ly được xem là lớn khi so sánh với một cái chén nhỏ, nhưng khi đặt cạnh cái bình thì ly không còn lớn nữa. Tâm phân biệt phát xuất từ tham muốn và si mê. Nó nhuộm màu mọi vật bằng lối này. Đó là thế giới do chính chúng ta tạo ra. Như vậy cái ly vốn không lớn không nhỏ, cảm thấy lớn hay nhỏ do tâm phân biệt của chúng ta. Chúng ta dùng tham ái và si mê để so sánh với cái khác, nên có sự phân biệt lớn nhỏ. Luôn luôn có sự bất đồng trên thế giới này. Xem xét sự bất đồng của chúng, đồng thời tìm hiểu luôn sự tương đồng nữa. Những người đến đây khác biệt nhau về văn hóa và ngôn ngữ,
Nhưng đừng nghĩ rằng đây là người Thái, đây là người Lào, đây là người Tây Phương. Hãy có sự hiểu biết hổ tương và tôn trọng lối sống của nhau. Học thấy những điểm tương đồng bên trong mọi vật. Tất cả đều thật sự tương đồng, đều trống trọng. Khi đã học được, biết được sự tương đồng bên trong mọi vật, lúc bấy giờ bạn sẽ biết cách cư xử và đối diện với những bất đồng bên ngoài một cách khôn ngoan và hiểu biết. Nhưng cũng đừng dính mắc với sự tương đồng nữa. Tại sao đường thì ngọt mà nước lã thì chẳng có vị gì cả? Bởi vì bản chất của chúng là vậy. Suy nghĩ hay tĩnh lặng, đau khổ hay khoái lạc cũng thế. Muốn đừng suy nghĩ nữa là một chuyện sai lầm. Đôi lúc suy nghĩ, đôi lúc yên tĩnh, chúng ta phải thấy cả hai đều có cùng bản chất vô thường, bất toại nguyện và đều không đem lại hạnh phúc vĩnh cửu. Nhưng nếu chúng ta băn khoăn, lo lắng và suy nghĩ xa hơn, tôi đau khổ, tôi muốn không suy nghĩ, thì chúng ta đã làm mọi chuyện trở nên phức tạp bởi quan kiến sai lầm của mình. Và lúc chúng ta cảm thấy suy nghĩ là đau khổ, chẳng khác nào chúng ta đang bị cướp. Chúng ta phải làm thế nào để chấm dứt sự suy nghĩ đây? Ban ngày trời sáng, ban đêm trời tối. Phải chăng đau khổ nằm trong sự sáng hay tối này? Chỉ khi chúng ta so sánh sự vật hiện tại với những gì mà ta đã gặp trước đây, hoặc chúng ta mong mỏi chúng xảy ra trong chiều hướng mà chúng ta mong đợi, chúng ta mới đau khổ. Một cách rốt ráo thì sự vật là như vậy, như vậy. Chỉ vì chúng ta so sánh nên mới nhận lấy đau khổ. Khi thấy tâm lập diệt, bạn có xem nó là chính bạn hay là cái của bạn không? Bạn sẽ trả lời: tôi không biết nó có phải là tôi hay của tôi không, nhưng chắc chắn là tôi không kiểm soát được nó. Nó như một con khỉ nhảy nhót vô ý thức. Nó chạy lên lầu, thấy chán, nó lại chạy xuống lầu. Mệt mỏi, đi xem chút bóng. Lại chán nữa, đi ăn, cũng chán nữa. Những hành động này được điều khiển bởi những hình thức khác nhau của chán ghét và sợ hãi. Bạn phải học cách kiểm soát. Đừng lo cho con khỉ nữa, mà hãy lo cho chân lý của cuộc sống. Hãy nhìn bản chất thực sự của tâm: vô thường, bất toại nguyện và trống trọng. Phải học cách làm chủ nó. Nếu cần thì xích nó lại. Hãy để nó tự làm mệt nhoài rồi chết. Thế rồi bạn có con khỉ chết. Hãy để cho xác khỉ chết thối rửa ra, bạn sẽ có xương khỉ. Giác ngộ không có nghĩa là chết và bất động như một pho tượng Phật. Người giác ngộ cũng suy nghĩ, nhưng biết tiến trình suy nghĩ đó là vô thường, bất toại nguyện và không có tự ngã. Người hành thiền sẽ thấy những điều này một cách rõ ràng. Chúng ta cần phải truy tầm đau khổ và chặn đứng nguyên nhân gây ra khổ đau. Nếu không thấy được điều đó thì trí tuệ sẽ không bao giờ nảy sinh. Không nên đoán mò mà phải thấy sự vật một cách rõ ràng và chính xác, đúng theo thực tướng của nó. Cảm giác chỉ là cảm giác, suy nghĩ chỉ là suy nghĩ. Đó là cách thức chấm dứt mọi vấn đề của chúng ta. Chúng ta có thể xem tâm như một đóa sen. Một số sen vẫn còn nằm trong bụng, một số vượt ra khỏi bụng nhưng vẫn còn ở dưới mặt nước, một số khác đã vươn đến mặt nước, và một số khác nữa đã nở rộ và tỏa hương thơm dưới ánh nắng mặt trời. Bạn muốn mình là loại hoa nào đây? Nếu bạn thấy mình còn nằm dưới mặt nước thì phải coi chừng lũ cá và bầy ruột. Theo thầy, muốn hành thiền tiến bộ, bạn phải có một vị thầy để dạy dỗ và hướng dẫn bạn. Có nhiều hiểu biết sai lầm về sự tập trung tâm ý. Nhiều hiện tượng bất thường sẽ xảy ra trong lúc bạn hành thiền. Lúc chúng xảy ra, vị thầy sẽ kịp thời hướng dẫn và đặc biệt điều chỉnh những sai lầm của bạn. Những điểm thầy sửa chữa thường là những điểm mà bạn đinh ninh là mình đúng. Trong những tư tưởng phức tạp của bạn, một quan điểm phát sinh có thể đối nghịch với những quan điểm khác làm bạn bối rối. Kính trọng thầy và tuân theo những quy định và hệ thống mà thầy đã đưa ra. Thầy dạy làm gì phải làm theo. Thầy khuyên không nên làm điều gì phải nghe theo lời thầy. Những lời thầy dạy thường giúp bạn tinh tấn, khiến tri kiến phát khởi trong tâm bạn. Nếu bạn làm đúng theo lời khuyên của tôi, bạn sẽ thấy và hiểu rõ. Vị chân sư thường chỉ dạy những cách hành thiền khó khăn, đòi hỏi nhiều nỗ lực của bạn để loại bỏ tự ngã. Dầu có gì xảy ra cũng đừng bỏ thầy. Hãy để thầy hướng dẫn, vì bạn rất dễ quên đường thực hành. Than ôi, rất ít người nghiên cứu Phật giáo thật sự muốn hành thiền.
Tôi khẩn khoản khuyên họ hành thiền, nhưng họ chỉ có thể học hỏi nghiên cứu theo lối thuần lý mà thôi. Cái gì còn mới thì đều tốt đẹp. Ngài Ajahn Chah đến thăm một trung tâm thiền ở Hoa Kỳ. Các thiền sinh ở đây rất hân hoan thích thú trước những lời dạy của Ngài. Ngài dùng lời lẽ rõ ràng, trực tiếp, dí dỏm và đầy tình thương khi đề cập đến sự luyến ái và nỗi sợ hãi của con người. Còn gì sung sướng và thích thú hơn khi được một vị thiền sư tài ba và nổi tiếng như Ngài Ajahn Chah đến thăm, được thưởng thức những câu chuyện ý nhị, được nhìn những nhà sư với chiếc y vàng khiêm nhường, được nghe giáo pháp qua lối diễn đạt mới mẻ, nên các thiền sinh rất thích thú yêu cầu Ngài: xin Ngài hãy ở lại đây thêm một thời gian, đừng về sớm như chương trình đã định. Chúng tôi rất sung sướng được học hỏi với Ngài. Ngài cười nói: cái gì mới thì đều tốt đẹp, nhưng nếu tôi ở đây dạy các bạn và bắt các bạn thực hành, các bạn sẽ mệt mỏi vì chán tôi, phải vậy không? Việc thực hành của các bạn sẽ ra sao khi niềm hân hoan phấn khởi tan biến? Chẳng bao lâu các bạn sẽ chán tôi thôi. Làm thế nào để tâm bất an và tâm mong mỏi này chấm dứt? Ai có thể dạy bạn điều này? Bạn chỉ có thể học từ nơi chân pháp mà thôi. Hãy để cho cây mọc tự nhiên. Đức Phật dạy rằng sự vật diễn biến theo đường lối riêng của nó. Một khi bạn đã làm điều gì, bạn chẳng cần phải nhọc công theo dõi kết quả của nó. Hãy phó mặc cho thiên nhiên, để cho nghiệp lực tự vận hành và tích lũy. Nỗ lực tinh tấn không ngừng, đó là việc của bạn. Còn chuyện trí tuệ đến nhanh hay chậm, chẳng cần để ý làm gì, bạn không thể thúc ép nó được. Chẳng khác nào khi trồng cây, bạn không thể thúc ép cây mọc nhanh hơn. Cây có bước tiến của nó. Nhiệm vụ của bạn là đào lỗ, trồng cây, tưới nước, bón phân, trừ sâu, vân vân. Nhưng cây mọc thế nào là chuyện của cây. Việc hành thiền của bạn cũng vậy. Bạn hãy vững tin là mọi chuyện sẽ tốt đẹp, cây của bạn sẽ mọc tốt. Thế nên bạn phải biết việc làm của bạn khác với việc làm của cây. Hãy để cho cây lo cho cây, và bạn làm bổn phận của bạn. Nếu tâm không biết làm việc gì nó cần phải làm, thì nó sẽ thúc ép cây mọc nhanh, đơm hoa kết trái trong vòng một ngày. Đó là quan kiến sai lầm, nguyên nhân của đau khổ. Cứ hành thiền đúng và để phần còn lại cho nghiệp lực của bạn. Và dầu cho nó có trải qua một đời, trăm đời hay ngàn đời đi nữa cũng chẳng ăn nhầm gì. Việc hành thiền của bạn sẽ gặt hái kết quả tốt đẹp. Tại sao phải hành thiền? Một nhóm người hành hương đến thăm Ngài Ajahn Chah, hỏi Ngài ba câu hỏi lớn. Một, tại sao Ngài hành thiền? Hai, Ngài hành thiền như thế nào? Ba, kết quả việc hành thiền của Ngài ra sao? Nhóm người hành hương này là những vị đại diện cho một tổ chức tôn giáo Âu Châu, đã đến gặp nhiều thiền sư ở Á Châu để hỏi những câu hỏi trên. Nghe ba câu hỏi này, Ngài Ajahn Chah nhắm mắt trầm ngắm một lát, rồi trả lời bằng cách hỏi lại ba câu hỏi khác. Một, tại sao quý vị ăn? Hai, quý vị ăn như thế nào? Ba, sau khi ăn xong quý vị cảm thấy ra sao? Nói xong Ngài cười. Về sau Ngài giải thích rằng những lời dạy của Đức Phật nhằm mục đích hướng dẫn mọi người hãy trở về với trí tuệ nội tại của mình, trở về với giáo pháp tự nhiên của mình. Bởi thế nên Ngài muốn nhắc nhở những vị hành hương này không cần phải đi khắp Á Châu tìm kiếm lời giải đáp, mà hãy trở về tìm hiểu phần bên trong của mình. Chánh tinh tấn không phải là cố gắng làm cho một điều gì đặc biệt phát sinh, đó là cố gắng ý thức và tỉnh thức trong mọi lúc, cố gắng chế ngự sự lười biếng và phiền não, cố gắng thực hiện trong tỉnh thức mọi tác động hàng ngày của chúng ta. Giữ trắng trong tay. Ngài Ajahn Chah nói với một nhà sư mới, việc hành thiền ở đây là không nắm giữ một thứ gì. Nhà sư mới phát biểu, nhưng có vài thứ đôi khi cần nắm giữ chứ. Ngài trả lời, đúng thế, nhưng bằng tay chứ không phải bằng tâm. Khi tâm nắm giữ sự đau khổ thì chẳng khác nào bị rắn cắn, và thích thú nắm giữ cái gì với tâm tham ái chẳng khác nào nắm lấy đuôi rắn. Ta chỉ nắm được một thời gian ngắn thôi, vì sau đó không lâu rắn sẽ quay đầu lại cắn ta. Lấy chánh niệm và không luyến ái làm người canh giữ tâm mình, như cha mẹ giữ con cái, rồi thì yêu và ghét sẽ đến gọi tâm bạn như con cái đến gọi cha mẹ. Má ơi, con không thích cái này.
ba ơi, con muốn nhiều hơn. Được. Nhưng má ơi, con thích có một con voi. Được. Con muốn ăn kẹo, con muốn đi máy bay. Tất cả đều chẳng có gì quan trọng nếu bạn để cho mọi sự vật đến và đi một cách tự nhiên và không nắm giữ. Khi giác quan tiếp xúc với sự vật thì yêu và ghét phát sinh và si mê đi liền theo đó. Nhưng với chánh niệm thì cũng với sự tiếp xúc đó, nhưng trí tuệ phát sinh. Khi bạn bị bắt buộc phải có mặt tại một nơi có nhiều chuyện quấy rầy giác quan bạn, bạn đừng ngại, hãy tự nhiên. Vì giác ngộ không có nghĩa là điếc và mù, chỉ cần chú tâm chánh niệm là đủ. Đừng khờ dại nghe theo kẻ khác một cách mù quáng. Khi nghe ai nói cái này đẹp, hãy tự nhủ không phải thế. Khi nghe ai nói cái này tuyệt diệu, hãy tự nhủ không phải thế. Đừng để dính mắc vào tham ái của thế gian, đừng để dính mắc vào những phán đoán của thiên hạ. Hãy để mọi chuyện trôi qua một cách tự nhiên. Một số người sợ sự bố thí, họ cảm thấy sẽ bị bóc lột hay bị áp chế khi phải cho ai một cái gì. Họ nghĩ họ cần phải lo cho chính họ. Muốn phát triển tâm bố thí, chúng ta cần phải đè nén tính tham ái và dính mắc. Nhờ thế, bản chất thực sự của chúng ta sẽ tự hiển lộ, trở nên nhẹ nhàng hơn và giải thoát hơn. Giới hạnh có hai trình độ thực hành giáo pháp. Gìn giữ giới luật là phần căn bản đầu tiên. Giới luật đem lại hạnh phúc, thoải mái và hòa hợp. Thứ đến tích cực hơn, không liên quan đến sự thoải mái, đó là thực hành giáo pháp của Đức Phật để tỉnh thức và giải thoát tâm mình ra khỏi mọi ràng buộc. Những lời giáo huấn của Đức Phật đều nhắm đến mục tiêu này. Muốn thực hành đúng đắn giáo pháp của Đức Phật, phải hiểu rõ giới luật và pháp hạnh. Giới hạnh là cha mẹ của giáo pháp nảy nở trong chúng ta. Giới hạnh cung cấp thức ăn bổ dưỡng và chỉ cho chúng ta hướng đi đích thực. Giới hạnh là điều kiện căn bản để tạo nên một thế giới hài hòa. Trong đó, con người thực sự sống như một con người, chứ không phải như loài cầm thú. Giữ giới luật là điều chính yếu trong việc hành thiện. Giới rất đơn giản, chỉ có 5 giới: không sát sinh, không trộm cắp, không tà hành, không nói dối và không dùng chất sai làm mất chánh niệm. Suốt đời trao dồi tâm nhân ái, trọng tha nhân, thận trọng trong ngôn ngữ và hành động, đó là của cải của bạn. Nếu dùng giới luật làm căn bản cho mọi hành động, tâm bạn sẽ hiền hòa, trong sáng và yên tĩnh. Thiền sẽ dễ dàng phát triển trên mảnh đất này. Đức Phật dạy: làm điều lành, lánh xa điều ác, giữ tâm trong sạch. Việc hành thiền của chúng ta cũng vậy: lánh xa điều xấu và giữ gìn điều tốt. Những điều xấu xa có còn tồn tại trong tâm bạn không? Dĩ nhiên là còn. Tại sao không quét dọn nhà cửa sạch sẽ? Trong việc thực hành đúng đắn, làm điều lành, lánh xa điều ác là một việc tốt, nhưng nó có hạn chế. Vì cuối cùng chúng ta phải bước qua cái tốt lẫn cái xấu. Giải thoát bao gồm tất cả và không dính mắc gì cả. Từ sự không dính mắc này, tình thương và trí tuệ lưu chuyển một cách tự nhiên. Chánh tinh tấn và trí tuệ không phải là vấn đề bên ngoài, mà là sự bền tâm tỉnh thức và tự chế bên trong. Như vậy, sự bố thí nếu làm với ý tốt có thể đem lại hạnh phúc cho mình và cho người. Nhưng đức hạnh phải là gốc rễ thì lòng từ thiện này mới hoàn toàn trong sáng. Người không hiểu giáo pháp, khi làm điều gì sai quấy, thường nhìn trước nhìn sau, xem thử có ai thấy không. Thật khờ dại làm sao. Phật, pháp và nghiệp luôn luôn theo dõi họ. Bạn có nghĩ rằng Đức Phật không thể thấy xa như vậy chăng? Không có gì kín đáo trên cõi đời này. Săn sóc và giữ gìn giới luật như người làm vườn săn sóc giữ gìn cây cối, không bị dính mắc vào cây lớn, cây nhỏ, cây quan trọng và cây không quan trọng. Một số người muốn đi đường tắt, họ nói: bỏ qua thiền định, ta đi ngay vô thiền quán. Bỏ qua giới luật, ta đi ngay vào thiền định. Chúng ta có nhiều lý do để bào chữa cho lòng tham ái của chúng ta. Chúng ta phải bắt đầu ngay nơi chúng ta hiện đang có mặt, trực tiếp và đơn giản. Hai bước đầu tiên là hoàn thành giới luật và chánh kiến. Rồi bước thứ ba là nhổ gốc rễ phiền não sẽ tự xuất hiện. Cũng như lúc đèn được thắp lên, chúng ta chẳng cần phải lo lắng đến việc xóa tan bóng tối, chẳng cần thắc mắc bóng tối đã đi phương nào. Chúng ta chỉ biết có ánh sáng. Có ba bước độ giữ giới. Đầu tiên là thọ giới từ vị thầy. Thứ đến là giữ giới
và sống trong giới. Ở mức cao nhất, bậc thánh nhân, các ngài chẳng cần nghĩ đến giới luật, đến đúng sai. Chân giới đến từ trí tuệ, hiểu thấu đáo tứ diệu đế. Hành động của các ngài phát xuất một cách tự nhiên từ sự kiến ngộ này. Giới, định và tuệ. Đức Phật chỉ dạy con đường thoát khổ, nguyên nhân khổ đau và con đường thực hành trong việc thực hành của tôi. Tôi chỉ biết có con đường đơn giản này thôi. Con đường thoát khổ tốt đẹp ở giai đoạn đầu, giới tốt đẹp ở giai đoạn giữa, định và tốt đẹp ở giai đoạn cuối, tuệ. Nếu xem xét một cách kỹ càng, chúng ta sẽ thấy cả ba nhập một. Chúng ta thử xem xét ba yếu tố tương quan này. Thực hành giới như thế nào? Thực ra muốn thực hành giới, ta phải bắt đầu bằng trí tuệ. Thói thường ta nói giữ giới hay trì giới trước, nhưng muốn cho giới thành tựu trọn vẹn, ta phải có trí tuệ để hiểu rõ những gì bao hàm trong giới. Khởi đầu, chúng ta phải xem xét thân thể và ngôn ngữ của chúng ta, tìm hiểu tiến trình nhân quả khi quan sát thân thể và lời nói, để thấy phương cách chúng ta gây ra tai hại, bạn sẽ bắt đầu hiểu, kiểm soát và trong sạch quá nhân quả. Nếu bạn biết được thế nào là hành động và ngôn ngữ bất thiện, thế nào là hành động và ngôn ngữ thiện, bạn đã biết được cách thực hành để khử ác di thiện, bỏ ác làm lành. Khi bạn bỏ ác làm lành, tâm bạn sẽ ổn định và tập trung. Sự định tâm này chế ngự được dao động và hoài nghi. Với tâm tĩnh lặng này, bạn có thể quan sát và thấy rõ hình sắc và âm thanh khi chúng xuất hiện. Nhờ không để tâm phóng đi nơi khác, bạn sẽ thấy rõ bản chất của mọi diễn biến đúng theo chân lý. Khi sự hiểu biết này trực tiếp, trí tuệ sẽ phát sinh. Lúc bấy giờ, giới, định và tuệ có thể biến thành một. Khi chúng chín mùi là bát chánh đạo. Khi tham sân si xuất hiện, chỉ có bát chánh đạo mới đủ khả năng tiêu diệt chúng. Giới, định, tuệ phải được phát triển để hỗ trợ lẫn nhau. Bất kỳ đối tượng gì hiện ra ở sáu căn đạo đều kiểm soát được. Nếu đạo mạnh thì có thể tiêu diệt được phiền não, tham sân si. Nếu đạo yếu, phiền não sẽ nắm quyền kiểm soát và giết chết tâm chúng ta. Vì không hiểu rõ chân tướng của lục trần, nên khi lục trần xuất hiện, ta để nó tự do tàn phá, hủy hoại chúng ta. Đạo và phiền não hoạt động song hành. Người học giáo pháp phải luôn luôn hài lòng với cả hai, giống như trường hợp hai người đánh nhau. Khi đạo nắm quyền điều khiển thì đạo sẽ giúp sức cho chánh niệm. Nếu bạn duy trì được chánh niệm thì phiền não sẽ nhận phần thất bại khi nó muốn tái chiến. Nếu sự tinh tấn của bạn đi theo đường đạo, nó sẽ tiếp tục diệt trừ phiền não. Nếu đạo yếu, phiền não sẽ chiếm ưu thế. Lúc ấy, tham ái si mê và lo âu sẽ hiện khởi. Đau khổ chỉ phát sinh khi giới định tuệ yếu. Khi đau khổ phát sinh thì khả năng để tiêu diệt lo âu biến mất. Chỉ có giới định tuệ mới giúp cho đạo hồi sinh. Khi giới định tuệ khai triển, đạo sẽ bắt đầu khôi phục chức năng và liên tục hoạt động để hủy diệt nguyên nhân phát sinh đau khổ trong mọi lúc và mọi nơi. Cuộc chiến đấu này sẽ kéo dài cho đến lúc một bên chiến thắng và vấn đề sẽ được ngã ngũ. Như thế đấy. Vậy các bạn hãy kiên trì thực hành không ngừng nghỉ. Việc hành đạo bắt đầu tại đây và ngay bây giờ. Đau khổ và giải thoát hay đạo ở tại đây và ngay bây giờ. Những lời dạy của Đức Phật như giới luật và trí tuệ trực chỉ hướng đến tập. Nhưng hai yếu tố đạo và phiền não này tranh nhau cho đến cùng. Bởi thế, phải dùng khí cụ thực hành thật khó khăn nặng nề. Bạn cần phải kiên nhẫn chịu đựng và tinh tấn đúng mức. Sau đó, chân trí tuệ sẽ tự đến. Giới, định, tuệ tạo nên đạo. Nhưng đạo không phải là chân pháp, không phải là mục tiêu. Đạo chỉ là con đường dẫn đến mục tiêu. Chứ bạn muốn đi từ Bangkok đến thiền viện Wat Pa Bong chẳng hạn. Con đường rất cần thiết cho hành trình của bạn. Nhưng mục tiêu của bạn là thiền viện, chứ đâu phải con đường. Cũng thế ấy, chúng ta có thể nói rằng giới, định, tuệ ở ngoài giáo pháp của Đức Phật, nhưng là con đường dẫn đến chân lý này. Khi bạn phát triển ba yếu tố này, kết quả sẽ là sự bình an kỳ diệu nhất. Trong sự bình an này, hình sắc và âm thanh không còn đủ sức mạnh để quấy nhiễu tâm bạn. Bạn không còn gì phải làm nữa. Bởi vậy, Đức Phật dạy chúng ta phải dứt bỏ hết những gì đang nắm giữ không chút ngần ngại. Được thế,
bạn sẽ tự mình hiểu được sự bình an này và không còn phải dựa vào một ai khác. Tuy nhiên, không nên vội đo lường sức tiến bộ của mình, chỉ cần thực hành mà thôi. Ngoài ra, nếu mỗi khi tâm bạn an tịnh, bạn lại hỏi đây phải không, thì mọi nỗ lực đều tiêu tan, không có dấu hiệu gì để nhận biết sự tiến bộ của bạn. Như dấu hiệu đây là con đường đến thiền viện Wat Pa Bong, hãy dứt bỏ mọi tham ái và kỳ vọng, hãy nhìn thẳng vào hướng đi của ta. Đừng bắt chước. Người ta thường có khuynh hướng bắt chước theo thầy của mình. Họ trở thành bản sao, hình chụp hay rập khuôn theo thầy. Chẳng khác nào chuyện người huấn luyện ngựa cho nhà vua sau đây. Người huấn luyện ngựa cho nhà vua chết, nhà vua thuê một người huấn luyện mới. Bất hạnh thay, người mới này bị kiểng chân. Những con ngựa mới và chọn lọc kỹ càng được mang đến cho y, và y đã huấn luyện chúng thuần thục chạy, phi nước kiều, kéo xe, vân vân. Nhưng tất cả những con ngựa nhỏ đều có bước đi cập khiễng. Thế là nhà vua cho gọi người huấn luyện đến hỏi. Khi thấy y cập khiễng bước vào chầu, nhà vua hiểu ra mọi lẽ và tức khắc mướn một người huấn luyện ngựa khác. Là những gì thầy, quý sư phải ý thức đến sức mạnh của những cử chỉ và lối sống, lối tu hành của mình. Và quan trọng hơn là học trò, các bạn không nên bắt chước theo hình ảnh, tư thái bên ngoài của thầy mình. Vì thầy chỉ muốn bạn kiện toàn phần nội tâm của bạn. Hãy lấy trí tuệ nội tại của bạn làm mô mẫu, đừng bắt chước dáng đi cập khiễng của thầy. Thế nào là tự nhiên? Nhiều người muốn hành đạo một cách tự nhiên. Họ than phiền rằng lối sống ở đây không hợp tự nhiên. Tự nhiên là cây trong rừng. Nhưng nếu bạn cất một ngôi nhà trong đó, phải chăng sự tự nhiên không còn nữa? Nếu bạn biết cách sử dụng cây, xẻ gỗ và cất nhà, cây sẽ có giá trị với bạn nhiều hơn. Hoặc giả như con chó tự nhiên chạy đây chạy đó theo sau cái mũi của nó, ném một khúc xương thì cả đám chó chạy đến cấu xé nhau. Phải chăng đó là tự nhiên mà bạn muốn? Nghĩa đúng thực của tự nhiên có thể khám phá ra bằng giới luật và sự hành thiền. Sự tự nhiên này vượt qua thói quen, điều kiện và nỗi sợ hãi của chúng ta. Nếu để tâm con người tự do tiến đến cái gọi là tự nhiên theo cảm tính, không cần rèn luyện, cảm xúc thế nào thì làm theo thế ấy, thì tâm sẽ đầy dẫy tham lam, sân hận, si mê, và đau khổ cũng phát sinh từ đấy. Qua thực hành, chúng ta có thể cho phép cây trí tuệ và tình thương trưởng thành một cách tự nhiên, bất kỳ nơi đâu, cho đến khi nó đơm hoa kết trái. Điều hòa. Ba điểm căn bản thực hành của thu thúc lục căn, nghĩa là không chìm đắm và dính mắc trong dục lạc ngũ trần, ăn uống tiết độ và tỉnh thức. Một, thu thúc lục căn. Chúng ta có thể dễ dàng nhận ra một cơ thể bất bình thường, mù, điếc, dẻo, vân vân, nhưng rất khó nhận ra một tâm hồn bất thường. Khi bắt đầu hành thiền, bạn sẽ thấy mọi sự khác hẳn. Bạn sẽ thấy một tâm hồn méo mó mà trước đây bạn thấy có vẻ bình thường. Bạn sẽ thấy nguy hiểm ở nơi mà trước đây bạn không thấy. Điều này giúp bạn thu thúc, bạn trở nên nhạy cảm, như người đi vào rừng sâu, ý thức được mối nguy hiểm của thú dữ, rắn độc, gai nhọn, vân vân. Người có vết thương mới rất thận trọng trước sự nguy hiểm của ruồi và mũi độc. Cũng vậy, đối với người hành thiền, mối nguy hiểm phát xuất từ các đối tượng của giác quan, lục trần. Bởi thế, thu thúc lục căn là loại đức hạnh cao nhất. 2. Tiết độ ăn uống. Ăn chay thì dễ, nhưng ăn ít và tiết độ như một thiền sinh thì thật khó khăn. Thay vì ăn chay thường xuyên, hãy học cách ăn trong chánh niệm, ý thức được nhu cầu thực sự của mình, học cách phân biệt giữa muốn và cần. Đào luyện cơ thể không phải là tự hành hạ mình, không ngủ, không ăn, đôi lúc có vẻ cực đoan, nhưng nó có giá trị của nó. Bạn phải thực sự muốn chống lại sự biến nhát và phiền não, khuấy động chúng lên và quan sát chúng. Một khi hiểu được chúng, thì những sự thực hành có vẻ cực đoan trên sẽ không cần thiết nữa. Đó là lý do tại sao chúng ta phải ăn, ngủ, nói ít lại, nhằm đè nén tâm luyến ái và khiến chúng tự lộ diện. 3. Tỉnh thức. Muốn có chánh niệm thì phải có nỗ lực liên tục, chứ không phải chỉ siêng năng một lúc rồi thôi. Dù bạn hành thiền suốt đêm, nhưng những lúc khác bạn để cho lười biếng ngự trị thì cũng không phải là hành thiền đúng. Phải luôn luôn quan sát, theo dõi tâm như cha mẹ theo dõi con cái, bảo vệ chúng
không để chúng làm bậy, dạy cho chúng biết điều đúng. Thật là sai lầm khi nghĩ rằng có đôi lúc bạn không có cơ hội để hành thiền. Bạn phải luôn luôn nỗ lực để hiểu chính mình. Điều này cũng cần thiết như sự hô hấp của bạn. Bạn phải tiếp tục thở bất kỳ trong hoàn cảnh nào. Nếu bạn không thích một vài hoạt động nào đó như tụng kinh hay làm việc chẳng hạn, và bạn đã dứt bỏ chúng để hành thiền, như thế thì bạn chẳng bao giờ được tỉnh thức. Hãy nương tựa vào mình. Đức Phật dạy người nào muốn hiểu biết thì phải tự mình thấy rõ chân lý. Thế nên không có chút khác biệt nào giữa những lời tán dương và câu chỉ trích. Dòng người ta nói thế nào cũng không quấy rầy được bạn. Một người không tự tin sẽ cảm thấy mình xấu khi bị kẻ khác chê xấu. Hãy tự xét. Nếu họ nói sai, hãy quên đi. Nếu họ nói đúng, hãy học theo họ. Bất kỳ trường hợp nào xảy ra cũng chẳng có gì. Tại sao phải giận dữ? Nếu bạn có thể nhìn sự vật như vậy, bạn sẽ thật sự bình an. Chẳng có cái gì là sai cả. Tất cả đều là pháp. Nếu bạn thật sự sử dụng khí cụ mà Đức Phật đã ban cho bạn, bạn sẽ không cần phải ganh tị với người khác nữa. Trong khi những kẻ lười biếng chỉ muốn nghe và tin, bạn có tự tin và có thể kiếm sống bằng sự nỗ lực của chính mình. Tuy thế, nếu khi thực hành bạn chỉ sử dụng những gì bạn có thì cũng phiền toái, bởi vì chúng là của bạn. Ban đầu có lúc bạn nghĩ việc hành thiền thật khó khăn, và bạn đã khư khư nắm giữ những cái tốt của kẻ khác. Thế rồi Đức Phật dạy bạn phải làm với những gì bạn có, và bạn nghĩ rằng mọi chuyện đều êm xuôi tốt đẹp. Nhưng rồi bạn lại thấy khó khăn nữa. Đức Phật lại dạy thêm: nếu bạn dính mắc và nắm giữ điều gì, dầu của chính bạn hay của ai đi nữa, bạn cũng gặp phiền toái. Nếu bạn chạy vào bếp nhà hàng sớm nắm một cục lửa, bạn sẽ bị phỏng tay. Nếu bạn nắm cục lửa nhà bạn, bạn cũng bị phỏng tay như thường. Vậy thì đừng nắm giữ gì cả. Đó là lối thực tập áp dụng ở đây. Phương pháp trực tiếp: tôi không bằng lòng với ai. Nếu bạn đem kinh điển hay tâm lý học tranh cãi với tôi sẽ không tranh cãi. Tôi chỉ trình bày cho thấy nhân và quả, để bạn hiểu chân lý của pháp hành. Chúng ta tất cả đều phải nương tựa nơi chính mình. Biết mình, biết người. Hãy tìm hiểu chính thân tâm của bạn, bạn sẽ hiểu người khác. Gương mặt, cử chỉ, hành động của một người phát xuất từ trạng thái tâm của người ấy. Đức Phật có thể đọc được chúng, bởi vì Ngài có kinh nghiệm và nhìn thấy với trí tuệ trạng thái tâm làm căn bản cho những biểu lộ ấy. Cũng như một người già lão luyện đã trải qua thời thơ ấu, hiểu rõ tâm lý trẻ con. Sự tự tri này khác với trí nhớ. Người già có thể bên trong rất sáng, nhưng bên ngoài có vẻ lờ đờ. Đọc sách để học hỏi đối với họ rất khó khăn, vì họ quên tên, quên mặt, vân vân. Có thể họ biết rõ ràng họ cần một cái thang, nhưng vì trí nhớ kém, họ nói lấy cho họ một cái đi. Nếu bạn thấy tình trạng sinh diệt trong tâm và không dính mắc vào tiến trình, để trôi qua cả hạnh phúc lẫn đau khổ, thì sự tái sinh của tâm sẽ ngắn dần, để cho chúng trôi qua. Dù bạn có rơi vào địa ngục đi nữa, cũng đừng lo lắng thái quá, bởi vì bạn biết rằng địa ngục cũng vô thường. Hành thiền đúng đắn thì bạn sẽ thản nhiên nhìn nghiệp của diễn ra và tiêu dần, hiểu biết các sinh diệt của sự vật. Bạn chỉ cần tỉnh thức chánh niệm, rồi để chúng tự nhiên trôi chảy theo dòng của chúng. Cũng như trường hợp có hai cội cây, nếu bạn dùng phân tưới nước cho một cây và bỏ mặc cây kia, thì chẳng cần thắc mắc tại sao một cây lên tốt còn một cây thì eo ụt. Để mặc người ta, đừng tìm lỗi người. Nếu cách cư xử của họ sai lầm, bạn cũng chẳng cần làm khổ mình mà chi. Nếu khi bạn chỉ cho họ thấy sai lầm của họ mà họ vẫn không sửa đổi, hãy để yên như thế. Đức Phật đã từng theo học với nhiều thầy. Ngài thấy phương pháp của thầy thiếu sót, nhưng Ngài không dèm pha hay làm thầy mất thể diện. Nhờ học hỏi với thái độ khiêm nhường và tôn trọng, nên Ngài thu thập lợi ích trong khi sống với các thầy. Thật vậy, học với họ, Ngài mới biết hệ thống của họ chưa hoàn hảo. Lại nữa, khi Ngài thành đạo, Ngài không chỉ trích hay tìm cách dạy lại họ. Sau khi giác ngộ, Ngài kính cẩn nhớ lại những gì thầy Ngài đã theo học, và muốn chia sẻ với họ sự hiểu biết mà Ngài mới tìm ra. Tình yêu thật sự. Tình yêu thật sự là trí tuệ. Tình yêu như phần lớn mọi người nghĩ chỉ là một cảm giác tạm. Có một món ăn thật ngon, nếu như mỗi ngày bạn đều ăn như thế, chẳng bao lâu bạn sẽ chán lên tận cổ. Cũng thế, tình yêu đó cuối cùng đi đến thù hận và phiền muộn.
hạnh phúc thế gian bao gồm tham ái và luôn luôn dính liền với đau khổ. Thật vậy, đau khổ theo sau hạnh phúc thế gian như cảnh sát theo sau tên trộm. Tuy thế, chúng ta không thể loại bỏ hay ngăn trở loại cảm giác này. Chúng ta không nên dính mắc hay đồng hóa với chúng, mà chỉ cần biết chúng là gì. Sau đó, pháp sẽ có mặt. Một người yêu một người khác, rồi cuối cùng người yêu ra đi hay lìa đời. Than khóc hay nhớ tưởng lâu dài, nắm giữ cái đã thay đổi là đau khổ chứ không phải là tình yêu. Khi chúng ta thể nhập chân lý, không còn cần hay muốn nữa, trí tuệ và tình yêu thực sự sẽ lấn át tham ái và tràn ngập thế gian. Học hỏi qua cuộc sống. Buồn chán không phải là chuyện thật. Nếu nhìn gần, chúng ta sẽ thấy tâm luôn luôn hoạt động. Như vậy, ta luôn luôn có việc để làm. Hãy nương tựa vào chính mình để làm công việc lặt vặt trong nhà, như dọn dẹp sạch sẽ sau khi ăn, làm công việc trong nhà một cách thận trọng và chánh niệm, không khua chén bát, không đóng sầm cửa. Những việc lặt vặt này giúp bạn tiến hành định tâm và khiến cho việc hành thiền dễ dàng hơn. Chúng cũng có thể chứng tỏ rằng bạn thật sự có chánh niệm hay vẫn còn lạc lối trong phiền não. Bạn, những người Tây Phương hay vội vã, bởi thế bạn cũng sẽ có hạnh phúc, đau khổ và phiền não cực lớn. Nếu bạn hành thiền đúng đắn, việc đương đầu với nhiều vấn đề của bạn sẽ là nguồn gốc của trí tuệ thâm sâu sau này. Xả bỏ. Làm bất cứ việc gì cũng với tâm xả bỏ, đừng kỳ vọng sự đền đáp hay tán dương. Nếu xả bỏ một ít, sẽ có một ít bình an. Nếu xả bỏ nhiều, sẽ được nhiều bình an. Nếu xả bỏ hoàn toàn, sẽ được bình an hoàn toàn. Và cuộc tranh đấu với thế gian này đi đến chỗ chấm dứt. Đương đầu với tâm mình. Đạo, quả và niết bàn không phải là chuyện ngẫu nhiên đạt được. Đạo, quả, niết bàn phát sinh từ sự thực hành đúng, từ chánh tinh tấn, từ can đảm dám tập luyện, suy nghĩ và bắt tay vào việc. Nỗ lực này bao gồm cả việc đối kháng hay đương đầu với chính tâm bạn. Đức Phật dạy chúng ta đừng tin vào tâm, vì nó phiền não, bất tịnh, không thể hiện giới hạnh hay pháp. Trong tất cả mọi cách thực hành khác nhau mà chúng ta chú tâm nỗ lực, chúng ta phải đối kháng lại con tâm này. Khi tâm bị đối kháng, nó trở nên nóng và âu sầu. Lúc ấy chúng ta sẽ phân vân, chẳng biết ta đi có đúng đường không. Vì sự thực hành bị phiền não tham ái xâm nhập, nên chúng ta đau khổ đến nỗi có thể quyết định ngưng hành thiền nữa. Nhưng Đức Phật dạy, chính đó là sự thực hành đúng đắn. Phiền não này chứ không phải bạn đang buồn chán. Đương nhiên là việc hành thiền khó khăn chứ không phải dễ. Nhiều nhà sư hành thiền chỉ tìm giáo pháp phù hợp với sách vở, kinh điển. Dĩ nhiên, do thời kỳ học hỏi nghiên cứu, phải y cứ vào kinh điển. Nhưng lúc chiến đấu với phiền não, phải chiến đấu ngoài sách vở. Nếu căn cứ vào mô mẫu có sẵn, bạn không thể đứng vững trước quân thù. Kinh điển chỉ đưa một mô mẫu và có thể khiến bạn quên mình, bởi vì chúng đặt căn bản trên trí nhớ và khái niệm. Suy nghĩ theo khái niệm phát sinh ra ảo tưởng, mơ mộng diễn dông, có thể đưa bạn lên thiên đàng hay xuống quả ngục, một nơi xa vời của tưởng tượng, vượt ra ngoài chân lý đơn giản nằm ngay trước mắt bạn. Nếu chịu khó rèn luyện, trước tiên bạn sẽ nhận thấy rằng thân ẩn cư là điều quan trọng. Khi sống ẩn cư, bạn có thể nghĩ đến lời khuyên của ngài Sariputta về ba loại ẩn cư: thân ẩn cư, tâm ẩn cư, xa lánh phiền não cám dỗ ẩn cư. Ngài nói rằng thân ẩn cư là nguyên nhân tạo nên tâm ẩn cư, và tâm ẩn cư là nguyên nhân phát sinh từ phiền não ẩn cư. Dĩ nhiên, khi tâm bạn yên tĩnh, bạn có thể sống bất kỳ nơi nào. Nhưng trong giai đoạn đầu tìm hiểu giáo pháp thì thân ẩn cư có giá trị vô lượng. Ngày hôm nay hay một ngày nào đó, bạn hãy đi ra khỏi xóm làng, ngồi xuống, hãy tập một mình. Bạn cũng có thể một mình leo lên đỉnh đồi cao đáng sợ. Rồi bạn sẽ bắt đầu hiểu rõ, nhìn vào chính mình thật sự sẽ như thế nào. Đừng quan tâm đến việc có an tịnh hay không. Càng thực tập, bạn càng tạo nên những nhân đúng và sẽ quen thuộc với những gì xảy ra. Đừng sợ bạn sẽ không thành công, không đạt được sự an tịnh. Nếu nghiêm chỉnh thực hành, bạn sẽ trưởng thành trong giáo pháp. Ai sẽ tìm thấy? Chỉ người ăn mới no.